Tập 1. Rất lâu trước đây, những vị thần đã đến với nhân giới. Họ nuôi dạy trẻ em của loài người và ban cho họ đặc ân của thần. Đó là quyền lực giúp cho những đứa trẻ có sức mạnh để trở thành nhà mạo hiểm giả chiến đấu với lũ quái vật trong Dungeon. Các vị thần cũng tự phong ấn năng lực thần thánh của mình và tạo nên các gia tộc chiêu mộ nhà mạo hiểm giả. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là Belrael, là thành viên duy nhất của gia tộc Hestia. Trong lần vào hầm ngục tối thì cậu bị một con Minotaur tấn công dồn vào chân tường. Trong tình thế nguy hiểm thì một cô gái xinh đẹp chỉ dùng vài đường kiếm để tiêu diệt nó trong nháy mắt. Từ lần gặp mặt định mệnh này đã khiến cho Bell đem lòng yêu thầm cô ấy. Với cơ thể dính đầy máu me, Bell hốt hoảng chạy về gặp chị cố vấn Eana để xin in tư của cô gái bí ẩn. Qua trò chuyện, cậu biết được cô ấy là Iwallenstein, thuộc gia tộc Loki, là nhà mạo hiểm giả cấp độ 5 với khả năng kiếm pháp mạnh nhất khu vực. Các vị thần ban cho cô ấy danh hiệu là Công Chúa Kiếm. Nhưng mà Eana cho rằng để kết thân với người mạnh nhất gia tộc Loki sẽ rất khó khăn, và trước hết Bell phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư kia. Chị cố vấn cũng nhấn mạnh việc cần làm bây giờ là Bell phải đến quầy đổi những viên đá ma thuật. Sau khi đổi đá ma thuật ra tiền thì chỉ vỏn vẹn được 1.200 vali. Bell tỏ ra vui mừng chạy ngay và gặp nữ thần Hestia. Cái bà thần này mê thằng nhỏ lắm nên là vừa gặp là bay đến sắp sắp vô con người ta à. Khi nghe Bell kể rằng cậu ấy xém chết trong hầm ngục thì bảo quan tâm ổng từng ly từng tí. Tại cái gia tộc Hestia này chỉ có mỗi Bell này là thành viên độc nhất nên cưng lắm. Sau khi ăn tối cùng nhau, nữ thần Hestia tiếp tục công việc thường ngày là cập nhật bản trạng thái cho Bell. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên khi mà cậu đã mở được một kỹ năng đặc biệt. Dù vậy nhưng mà Hestia vẫn che giấu để không cho Bell biết kỹ năng đặc biệt của mình và nói là do trượt tay. Điều này đã khiến cho cậu cảm thấy buồn bã. Thực chất, kỹ năng Bell sở hữu là Priorist Free, một loại kỹ năng giúp cho nhà mạo hiểm giả phát triển các chỉ số một cách nhanh chóng khi bộc lộ cảm xúc. Cảm xúc càng mạnh mẽ thì sức mạnh càng tăng nhanh. Sáng hôm sau, Bell trên đường đi đến hầm ngục thì gặp một cô gái xinh đẹp. Cô ấy là Sid Flover, nhân viên phục vụ tại quán nhậu. Sau khi trả lại viên đá ma thuật cậu làm rơi thì cô ấy đã tặng cậu một phần cơm trưa và mời Bell tối đến quán nhậu sương sương. Cậu cũng đành chấp nhận món quà và lời mời dễ thương từ Sid. Bell tiếp tục chiến đấu với các quái vật để có thể đuổi kịp Fred của mình. Mỗi khi nghĩ đến Sai là sức mạnh của cậu lại tăng lên nhanh chóng. Khi xem lại bản trạng thái thì cậu vô cùng ngạc nhiên vì các chỉ số đã tăng mạnh. Nhưng mà bà thần Hestia thì tỏ ra vô cùng bực bội. Vì thằng đầu trắng thích Ice đến mức thay đổi đáng kể như vậy, dù gì thì cũng sống chung với bả bữa giờ mà đi yêu nhỏ khác, tức thì chắc. Tối hôm ấy, Bell đến quán nhậu để gặp Sid thì được bà chủ đem ra rất nhiều đồ ăn chiêu đãi. Ngay lúc đó, những nhà thám hiểm thuộc gia tộc Loki đi đến, trong đó có người mà Bell thầm thương trong nhớ công chúa kiếm Ice. Bỗng dưng anh chàng tên là Peter nói về con quái vật Minotaur đã xảy từ tầng 17 xuống tầng 5 suýt giết chết Bell, phải nhờ đến Ice ra tay cứu giúp. Anh ấy còn liên tục cười nhạo và sỉ nhục cậu. Điều này khiến Bell không thể nhìn được nữa, bèn lao nhanh ra khỏi quán rượu. Cậu điên cuồng xông vào hầm ngục nỗ lực hết mình chiến đấu với lũ quái vật. Dù những tên quái vật đông đảo xuất hiện nhưng mà bản thân của Bell tin rằng cậu có thể hạ gục được chúng để trở nên mạnh hơn. Sau một đêm không thấy Bell trở về, nữ thần Hestia hiện đang rất lo lắng. Cậu ấy cũng quay lại với rất nhiều vết thương trên người. Bell cầu xin nữ thần rằng cậu mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tập 2. Nữ thần Hestia nhận ra những chỉ số của Bell phát triển một cách vô cùng nhanh chóng. Có thể nói đây là kỹ năng hiếm nhất chưa từng có trước đây. Bell cũng hết hồn khi mà cậu tăng các chỉ số trong bản trạng thái tăng cực nhanh. Trong buổi đại tiệc của các vị thần, nữ thần sắc đẹp Fija được rất nhiều người yêu quý gặp lại bà mắm Hestia. Có đi ăn tiệc mà nhai như con heo kỳ cục ghê không? Tiếp đó là nữ thần Loki xuất hiện. Hestia nhớ đến chuyện của ai nên hỏi rằng cô ấy có người yêu chưa. Gặp ngay bà thần Loki rất mê cô ấy nên là liền hăm dọa ai mà dám hẹn hò với cô ấy là tới công chuyện với bả liền. Tiếp đó cả hai liên tục gây lộn về chuyện ngực to với ngực lép, gây đến mức mà đánh nhau luôn, mà do đánh người ta xong mà ngực vẫn lép nên là nữ thần Loki đành khóc lóc bỏ đi. Nữ thần Hephaestus xuất hiện thì Hestia rất vui mừng. Đừng có nói là mượn tiền nữa nha bà nội, cái gia tộc gì đâu mà ăn bám hoài nghe chửi muốn độn thổ luôn à. Nhưng mà lần này Hestia không mượn tiền nữa, cô ấy quỳ xuống xin Hephaestus hãy làm vũ khí cho Bell. Vì ông kia đi pha một ngày được có vài ngàn thì chừng nào mua nổi con dao găm giá tận 800.000 vali đây. Hestia ăn vạ từ bữa tiệc tới nhà người ta luôn. Tất cả chỉ vì cô muốn Bell có thể thay đổi và trở nên mạnh hơn trên con đường gian nan phía trước. Với bả là nữ thần mà xưa giờ bả chả làm được gì cho Bell cả nên là cô ấy muốn giúp thành viên gia tộc mình đỡ phải chịu tủi nhục. Cuối cùng, Hephaestus cũng đồng ý bán thiếu cho một cây vũ khí do chính tay cô ấy làm ra. Cái bà này có phải là hậu duệ của con Awa nhà tôi không vậy ta? Vũ khí mới của Bell được Hephaestus làm hoàn tất.
Hester nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ cậu ấy tại quảng trường nơi đang tổ chức lễ hội quái vật. Nữ thần bí ẩn tiến vào bên trong ngục giam, thả ra những tên quái vật hung mạnh, một trong số đó nhắm thẳng vào Belle và Hestia. Nó quyết truy sát hai người họ đến cùng. Dù đã chạy rất nhanh nhưng mà con tinh tinh vẫn liên tục bám theo sau. Trong giây phút nữ thần Hestia rơi vào nguy hiểm thì Belle lao đến tấn công, nhưng mà thanh kiếm của cậu đã vỡ vụn. Sau cùng cả hai cùng thành công thoát khỏi sự truy đuổi của con tinh tinh to xác. Trên đường đi, Belle rất lo lắng cho sự an nguy của nữ thần Hestia nên là đã đưa cô ấy đến nơi an toàn. Cậu sẽ lấy thân mình để chặn đường con tinh tinh vì cậu không muốn người thân của cậu phải nằm xuống thêm một lần nào nữa. Tập 3. Trước đây, ông của Belle đã bị quái vật giết hại ở trên núi đến nỗi mà xác của ông ấy không thể tìm lại được. Để tiếp nối ông mình, cậu quyết tâm trở thành một nhà mạo hiểm. Nhưng do thân thể yếu ớt nên là cậu liên tục bị từ chối bởi các gia tộc. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì nữ thần Hestia đã đưa tay đón nhận cậu. Quay lại hiện tại, Belle càng quyết tâm hơn trong việc bảo vệ người thân duy nhất này. Cậu vô cùng khó khăn khi mà thanh kiếm cuối cùng cũng đã bị gãy đi trong lúc giao chiến với con quái vật. Nữ thần Hestia trong lúc chạy thoát nhớ đến con dao găm mà nữ thần Hephaestus đã tạo ra. Những chữ tượng hình trên con dao găm có trạng thái riêng của nó. Nói cách khác, con dao chính là một sinh vật sống và nó sẽ gia tăng sức mạnh theo chủ nhân của nó. Lúc này, con quái vật tấn công Belle liên tục dồn cậu vào đường cùng. Khi cậu sẵn sàng đón nhận cái chết thì nữ thần Hestia quay trở lại. Ngay lập tức tên quái vật lao đến tấn công nhưng mà Belle đã kịp thời cứu cô ấy. Đó, thằng nhỏ ẩm chạy thở không ra hơi mà cái mặt bả thích thú ghê chưa. Nữ thần đưa cho Belle con dao găm được thợ rèn thần thánh Hephaestus bán thiếu cho. Đi cùng với con dao là sự tin tưởng tuyệt đối của nữ thần Hestia. Điều này khiến Belle quyết tâm dùng hết sức mình chiến đấu với con quái vật. Sau khi cậu được cập nhật trạng thái, nữ thần nhận ra các chỉ số tăng mạnh lên hơn 600 điểm. Belle lao ra với sức mạnh vượt trội từ vũ khí mới và niềm tin tuyệt đối của nữ thần Hestia. Những ký ức vui vẻ của hai người họ như tiếp thêm sức mạnh cho cậu tung đòn chí mạng đâm con dao kích liễu con khỉ to xác kia. Những người dân vây quanh vỗ tay chúc mừng Belle, bà thần thấy vậy bay đến ôm lấy ông để. Ai cũng vô tình thấy được sức mạnh của anh chàng tóc trắng này. Hestia liền ngất đi do một nữ thần bí ẩn tác động. Tại quán nhậu, Seth tìm đến hỏi thăm nữ thần Hestia. Belle cũng cảm ơn cô Rodrit vì cô đã cho họ ở nhờ. Cô ấy liền ghé tai nói nhỏ với Belle là bản thân cô ấy đã yêu cậu rồi. Trời, thằng này nó số hưởng thế nhờ. Nữ thần Hestia cũng tỉnh lại gọi Belle vào bên trong. Cô ấy liền hỏi về con dao có chữ ký của thợ rèn thần thánh Hephaestus. Cô ấy trả lời vì trước đây ngày nào đi ngang qua tiệm của Hephaestus nhưng mà gặp bà thần Hestia này nghèo hơn cái chữ nghèo nên là đây là điều duy nhất cô ấy giúp cho cậu. Nghe đến đây khiến cho Belle bật khóc như một đứa trẻ ôm chầm vào người nữ thần. Tập 4. Trong bản trạng thái của Belle đã có vài chỉ số tăng lên mức E nên là cậu xin phép chị Anna được lên thẳng tầng 7 trong hầm ngục. Sau khi kiểm tra lại bản trạng thái thì chị Anna cũng đành chấp nhận. Nhưng trước hết cần phải đi mua sắm cho cậu ít vật dụng. Hồi đi đến cửa hiệu của thần Hephaestus để tham quan thì gặp bà thần Hestia đang làm thêm trả nợ cho cây dao găm của Belle. Máu ghen trong người bà nổi lên hăm dọa khiến cho chị Anna hết hồn. Sau khi thoát được khỏi cái bà Hestia kia thì họ lên tầng trên cùng, nơi mà có các vũ khí của thợ rèn tập sự trong gia tộc của Hephaestus tạo ra nên là giá của chúng rất rẻ. Belle thấy được một chiếc áo giáp có chữ ký là Well Roger, cậu quyết định mua nó với giá là 9.900 vali, gần như là tốn hết sạch tiền trong túi nhưng mà Belle vẫn mua cho bằng được. Khi kết thúc chuyến mua sắm, chị Anna đã tặng riêng cho cậu một chiếc giáp tay. Chị luôn muốn những điều tốt nhất cho nhà mạo hiểm của mình vì rất nhiều người trước đây từng một đi không trở lại tại hầm ngục tối đáng sợ ấy. Khi quay về, Belle vô tình đụng phải một cô gái nhỏ nhắn. Cậu cũng ra tay nghĩa hiệp cứu cô ấy khỏi tên mạo hiểm giả ác độc. Vì vậy, ngày hôm sau cô bé đó đã xin làm trợ thủ cho cậu. Cô ấy là Lily, thuộc người thú, Jean Pro. Cậu cũng đành chấp nhận thuê cô theo làm trợ thủ và đồng ý chia một phần lợi nhuận sau mỗi chuyến đi. Belle với con dao găm hùng mạnh ra sức tiêu diệt vô số lũ quái vật trong nháy mắt. Cô trợ thủ mới này nhắm đến con dao găm hùng mạnh của Belle và lừa cậu ấy lấy đi con dao. Khi quay về gặp chị Anna thì cậu mới phát hiện ra con dao đã bị rơi mất. Mà cậu đâu có biết rằng con dao đang được Lily đem đi bán nhưng mà người buôn lái không thấy được sức mạnh thực sự của nó nên là ra giá rất thấp. Trên đường ra khỏi đó, Lily chạm mặt với hai cô gái là Ryu và Sid, cô gái người thú bị phát hiện đang giữ con dao găm của Belle, vì hiện tại chỉ có mình cậu ấy sở hữu con dao quyền năng này. Khi Lily bỏ chạy thì đâm vào người Belle, con dao quay trở về với chủ nhân của nó liền có lại sức mạnh. Belle vẫn chưa biết được cô gái trợ thủ của cậu chính là kẻ ăn cắp. Tiếp đó, Lily vẫn hỗ trợ cậu ấy trong chuyến đi săn hôm sau. Kết quả khá may mắn khi mà cả hai kiếm được số tiền gần 26.000 vali. Có thể nói đây là số tiền lớn nhất Belle từng kiếm được. Cậu cũng là nhà mạo hiểm giả đầu tiên chia 50-50 cho trợ thủ khiến cô bé rất cảm động. Nữ thần bí ẩn cũng đang theo dõi Belle từ xa. Lần này cô quyết định khiến cho cậu nhóc phải bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của bản thân ra ngoài. Tập 5. Nữ thần Hestia nghĩ đến việc Belle có nhiều cô gái vây quanh khiến bà buồn lòng đi nhậu tối ngày. Đó, nhậu cho cố rồi nằm ôm cái đầu.
Bell thấy vậy liền nói sẽ dành một ngày nghỉ để hẹn hò với nữ thần thì bà liền tỉnh người lật đật đi sửa soạn. Tại điểm hẹn, cậu gặp cả đống cơm chó khắp nơi. Cuối cùng, Hestia đã đến với sự thay đổi đáng kinh ngạc. Đi hẹn với trai là đẹp ghê không? Mấy nữ thần khác nghe tin cái bà lùng Hestia có bồ liền kéo bè kéo phái đến nhiều chuyện. Đã vậy còn tính giành bồ với bà. Xong bà liền phải lôi Bell bỏ trốn khỏi đó. Đi hẹn hò kiểu gì mà phải chạy trốn cả ngày trời, chán ghê chưa. Nhưng mà cũng may phút cuối cùng còn được ở bên nhau ngắm cảnh thành phố về đêm một cách yên bình. Bell cũng hứa là sẽ bù lại cho nữ thần của cậu ấy vào lần hẹn hò tiếp theo. Cô bé Lily đang bị đám lưu manh lấy hết tiền và tẩn cho cô ấy một trận. Chúng là những kẻ đã giúp cho cô vào được gia tộc Soma. Nhưng mà cô bé vẫn cố gắng cam chịu để có thể lấy được con dao găm của Bell để có đủ tiền bỏ trốn đi nơi khác. Trong lúc rảnh rỗi, Bell đến tìm Sid thì được cô ấy cho mượn quyển sách phép của khách để quên lại. Do tò mò về phép thuật nên là cậu liền mang về mở ra đọc. Sau đó, Bell liền cảm nhận được phép thuật tồn tại trong cơ thể là một vũ khí mạnh mẽ như ngọn lửa để đưa cậu tiến gần hơn với người con gái cậu yêu thầm. Nữ thần Hestia đánh thức Bell tỉnh dậy. Qua kiểm tra bản trạng thái, cô thấy được Bell đã biểu lộ tiềm năng phép thuật. Loại cậu ấy sở hữu là dạng phép thuật tấn công nhanh thuộc nhánh bổ trợ nên là sẽ không cần dùng thần chú. Do quá nôn nóng nên là Bell chạy đến hầm ngục ngay trong đêm để thử phép thuật cầu lửa. Thế là nguyên một đêm ổng xài phép thuật quá đà khiến cơ thể chịu giới hạn ngất đi. May mắn thay là Ice cùng với Riverira đang trên đường về thấy Bell gục ở giữa đường. Ice đã ở lại bên cạnh cậu để chuộc lại lỗi lầm khi trước làm sống con Minotaur. Bell tỉnh lại vì vừa mở mắt ra thấy Brett trước mặt liền phát hoảng bỏ chạy mất dép. Đó, mấy bạn nữ nhớ để ý nha, mốt thằng nào mà nhìn mình mà nó bỏ chạy là thằng đó nó thích mình đó. Thôi, quay lại phim nè. Về đến nhà, Hestia thấy được sách phép dưới ghế. Trời ơi, ông nội ơi, sách phép đọc một lần là mất hết chữ rồi, lấy gì trả lại cho người ta đây? Và giá của nó mắc ngang ngửa với một vũ khí của tộc Hephaestus, rồi tiền đâu mà đền đây? Nhưng mà bà chủ quán rượu vẫn bỏ qua cho cậu ấy lần này vì đằng nào chủ nhân quyển sách cũng không quay lại. Hôm sau, Bell thấy được cô bé trợ thủ của mình bị một tên nhà mạo hiểm giả tấn công. Một tên khác cũng tìm đến yêu cầu cậu gia nhập nhằm cướp sạch số tiền của Lily nhưng mà Bell đã thẳng thừng từ chối. Cô bé cũng thấy được cậu trò chuyện với tên nhà mạo hiểm giả thường xuyên bắt nạt cô nên là quyết định ra tay làm vố cuối cùng. Tập 6. Từ nhỏ, bố mẹ của Lily đã không may mắn mất mạng dưới hầm ngục. Để tồn tại, cô bé phải tham gia làm trợ thủ và chịu nhiều ngược đãi từ những tên mạo hiểm giả ác độc. Cô bỏ chạy và có được cuộc sống gia đình bình yên nhưng họ vẫn tước đoạt tất cả từ cô. Từ đó, bản thân Lily vô cùng căm ghét tất cả các nhà mạo hiểm giả. Aina tìm đến nữ thần Loki để hỏi về gia tộc Soma. Cô ấy biết được những người trong tộc Soma đều tôn thờ loại rượu đặc trưng của gia tộc. Nó như là một loại nước gây nghiện khiến cho những nhà mạo hiểm giả phải bán mạng để kiếm tiền mua nó. Bell cũng nói với nữ thần Hestia rằng Lily đang nằm trong tầm ngắm của vài nhà mạo hiểm xấu xa. Cho dù thế nào đi nữa, cậu vẫn quyết tâm che chở cho cô ấy. Ngay sau đó, trong chuyến đi thám hiểm ở hầm ngục, Lily kêu Bell đến thẳng tầng 10 để thực hiện mua đồ của mình. Chị Anna cũng nhận ra điều khác thường từ người trợ thủ bàn đến tìm nữ thần Hestia. Nhưng vô tình cô ấy đã gặp được ai nên là nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô công chúa kiếm này tỏ ra rất vui vẻ khi biết người đó là Bell. Phía bên này, Lily đã đưa cậu ấy đến tầng 10 nơi có những con quái vật hung mạnh. Dù muốn rút lui nhưng mà khi nghĩ đến ai thì Bell càng thêm quyết tâm. Cậu lao đến, tung hàng loạt nhát chém bằng lưỡi lê tiêu diệt hoàn toàn tên quái vật to xác. Đòn phép thuật cầu lửa tiếp đó cũng hạ một tên dễ dàng nhưng mà lập tức Bell phát hiện ra Lily đã biến mất. Những hòn đá dụ quái vật được ném vào phía cậu khiến chúng tiến đến ngày một đông. Lily cũng đã hoàn thành ý đồ của mình sau khi lấy đi con dao găm của Bell. Do lần tình cờ cô bé trợ thủ đã thấy được Bell đứng cạnh tên nhà mạo hiểm giả xấu xa nên là cô nghĩ rằng anh ấy cùng bọn chúng là một bọn. Tưởng chừng như Lily có thể kiếm được đủ tiền để bỏ trốn nhưng mà tên ác ôn đã bắt được cô bé. Hắn đánh cô bé một trận không thương tiếc và lấy đi chìa khóa két sắt của thần lùng. Khi đạt được mục tiêu thì chúng liền ném Lily vào lũ quái vật giúp chúng thoát ra. Trước tình thế sắp rời khỏi cuộc sống, Lily vô cùng hối hận về những gì đã gây ra cho Bell. Cô cho rằng những gì đang diễn ra đều là quả báo khi mà đã lừa một người tốt như anh ấy. Cuối cùng, cô bật khóc chấp nhận kết cục xấu nhất xảy đến khi mà lũ quái vật đang tiến đến gần. May mắn thay, Bell xuất hiện dùng cầu lửa tấn công cứu Lily trong gang tấc. Vì anh từng hứa với nữ thần Hestia rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi trợ thủ của mình vì anh thấy được sự cô đơn của Lily như anh trước đây. Cô bé bật khóc nức nở vì sau tất cả, Bell vẫn dang rộng vòng tay đón cô về bên cạnh và sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm trước đây. Tập 7. Nữ thần bí ẩn đã lệnh cho Ostar thử thách Bell trên con đường vượt qua các thế lực hắc ám sắp tới. Cô bé Lily được Bell dắt về gặp nữ thần Hestia. Tại đó, cô bé đã thở rằng không bao giờ phản bội anh ấy nữa. Nữ thần biết được Lily đã lừa Bell hết lần này đến lần khác nhưng mà sau cùng Hestia vẫn cho cô bé gia nhập vào tộc Hestia với điều kiện là đừng dụ dỗ Bell của bả. Nhưng mà cái này thì chịu rồi, chứ trai đẹp ai mà cản được, ăn vô máu rồi. Bell cố tình lánh đi để gặp chị Anna nhưng mà Ice đã có mặt ở đó đã khiến cậu hoảng sợ tột độ. Trời ơi, cái thằng quỷ này gặp rớt mà tông vô mông con người ta vậy là chết rồi. Sau khi lấy hết can đảm, Bell cũng đối mặt với cô ấy.
ai xin lỗi cậu về chuyện để sổng con Minotaur ở tầng 17 xuống. Cả hai cũng bắt đầu thoải mái trò chuyện với nhau hơn khi không còn áy náy nữa. Ai biết được trước đây Belle chưa từng được học kỹ năng chiến đấu nên là cô đã quyết định dạy kèm cho cậu. Trong buổi tập công chúa kiếm chỉ dùng vỏ thanh kiếm cũng khiến cho Belle gặp rất nhiều khó khăn. Cô ấy biết được anh chàng tóc trắng này không hề có chiến lược cũng như là kỹ thuật chiến đấu. Ngay lúc này đây, trong hầm ngục Dungeon, Ostar đang phụng lệnh từ nữ thần bí ẩn để gia tăng sức mạnh cho một con Minotaur. Anh ấy trao cho con quái vật thanh kiếm của mình để khiến nó trở nên hủy diệt hơn nữa. Sau lần tập luyện cùng Ice, bản thân của Belle cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tâm quan sát bao quát các điểm mù giúp cho anh ấy tiêu diệt lũ quái vật đông đảo một cách dễ dàng. Tiếp đó, một lần lớn quái vật xuất hiện nhưng mà với tinh thần cố gắng theo đuổi Ice nên là cậu không bỏ chạy mà trực tiếp chiến đấu với chúng. Ostar liên tục vờn con Minotaur đến kiệt sức, chiếc sừng cứng chắc của nó cũng bị anh bẻ gãy. Belle thì đang luyện tập với Ice vô cùng chăm chỉ, mà không biết một ngày cha nội này bị đánh ngất đi bao nhiêu lần nữa. Cơ mà bị Brad đánh thì chắc phái lắm á. Công chúa kiếm cũng nhận ra sức mạnh của Belle đang phát triển một cách vô cùng nhanh chóng, chỉ mới vài ngày luyện tập mà cậu ấy đã tăng mạnh các chỉ số. Trong lúc Ice nghỉ ngơi, Belle tính hôn trộm một cái nhưng mà cô ấy nói mớ khiến cậu hết hồn. Ostar cũng đã thành công ép buộc con Minotaur bộc phát hết tất cả sức mạnh hắc ám trong cơ thể nó. Đây cũng chính là kế hoạch của nữ thần bí ẩn dành cho Belle. Sau khi tập luyện xong, họ cùng nhau đi chinh phố và mua đồ ăn vặt. Ai dè gặp ngay cái bà thần Hestia đang bán đồ ăn để kiếm tiền trả góp cho cây dao găm mua từ Hephaestus. Đó, mua dao cho ổng để giờ ổng đi ngoại tình với con khác hả? Sau cùng bà thần cũng đồng ý cho Belle luyện tập với ai, nhưng mà cậu ấy là của bả nên là đừng có lén phán à. Ôm cái đánh dấu chủ quyền liền. Tập 8. Belle biết được ai là nhà mạo hiểm cấp độ 6 và một mình cô ấy từng tiêu diệt chùm cuối ở tầng 37 tại hầm ngục Dungeon, điều mà trước giờ chưa có ai từng làm được. Belle cố gắng luyện tập hết sức mình để có thể đuổi kịp công chúa kiếm dù chỉ là một chút. Lúc đang luyện tập cùng với Belle, cô ấy nhận ra Belle đã vượt bậc hơn rất nhiều so với trước đây. Dù không biết rằng khi nào bản thân cậu mới đuổi kịp cô nhưng mà Belle vẫn quyết tâm đến cùng với mục tiêu này. Nữ thần Hestia cũng biết được cậu đã hoàn thành ngày cuối cùng tập luyện với Ice. Lúc này đây, gia tộc Loki sẽ thực hiện một nhiệm vụ khám phá tầng sâu nhất tại hầm ngục Dungeon. Họ sẽ chia thành hai nhóm tiến thẳng đến tầng 59 nơi mà chưa có ai từng đặt chân đến. Nữ thần bí ẩn cũng đang rất háo hức để xem sức mạnh thực sự của Belle sẽ bộc phát như thế nào. Lúc này, cậu ấy cùng Lily đang ở tầng 9, nhưng mà Belle cảm nhận một sự khác thường như hệt lần đầu cậu đối đầu với con Minotaur lúc trước. Bất ngờ thay, một lần nữa nó đã xuất hiện. Lần này con quái vật được Ostar khơi dậy sức mạnh trước đó khiến nó trở nên hủy diệt hơn nữa. Cú chém cực mạnh của nó khiến cho Lily bị thương nghiêm trọng. Belle dùng phép lửa liên tục nhưng mà chúng chẳng thấm vào đâu cả, ngay lập tức nó phản đòn cực mạnh khiến cho cậu bị thương nghiêm trọng. Nhóm chinh phạt của gia tộc Loki biết được từ những nhà mạo hiểm giả may mắn thoát được có một con Minotaur xuất hiện ở tầng 9. Tại đó có một chàng trai tóc trắng đang mắc kẹt lại và có thể khó lòng sống sót. Nghe đến đây, Ash lập tức lao nhanh đến đó để cứu cậu ấy. Belle vẫn cảm thấy sợ hãi trước những đòn tấn công như vũ bão từ con quái vật này. Cậu dự định sẽ rút lui nhưng mà điều đó sẽ đặt Lily vào tình thế nguy hiểm. Belle quyết tâm sẽ cầm chân nó câu giờ cho cô bé chờ thủ thoát ra an toàn. Sức mạnh áp đảo của tên Minotaur khiến cho Belle bị thương nặng và rơi vào nguy hiểm. Hệt như lần trước, ai lại một lần nữa xuất hiện, cảm giác tồi tệ nhất đối với cậu hiện diện một lần nữa. Pethe và Theona thuộc lọc Loki cũng có mặt, nhưng mà Belle hiện tại không còn yếu ớt như xưa. Anh chàng tóc trắng thề sẽ không để Ice ra tay cứu cậu thêm một lần nào nữa. Trong chớp mắt, Belle cầm dao xông thẳng đến. Cô đã thay đổi rất nhiều, sức mạnh từ cảm xúc khiến cậu bùng nổ hơn bao giờ hết. Nữ thần bí ẩn cũng rất háo hức trước năng lực thật sự của Belle. Liên tiếp là những đòn tấn công hiểm hóc giúp cậu ấy lấy lại thế trận. Cậu thành công lấy đi thanh kiếm của tên Minotaur và tung những cú chém liên tiếp vào người nó. Một chuỗi kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ cùng với chiến lược đỉnh cao kết hợp với tấn công vật lý và phép thuật luân phiên thẳng vào người của Minotaur. Những đòn cầu lửa nhắm thẳng vào vết thương trên người của tên quái vật khiến nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiếc sừng quý giá của nó cũng rơi ra. Riveria đi đến xem bản trạng thái của Belle thì vô cùng ngạc nhiên khi mà các chỉ số đều ở mức S. Belle đã bất tỉnh và được nữ thần Hestia chăm sóc. Cô cũng trao cho cậu một nụ hôn âu yếm lên trán vì chàng trai yếu ớt ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tập 9. Chị cố vấn Aizna tỏ ra rất ngạc nhiên khi mà Belle đã lên được cấp độ 2 trong vòng 1 tháng hơn. Nữ thần cũng làm xong nghi thức tăng hạng cho cậu ấy. Một kỹ năng mới tên là Chàng Agonus được hình thành sau khi cậu ấy tiêu diệt được con quái vật hung mạnh ở cấp độ 1. Hestia sẽ đi đến cuộc họp quần thần để nhận bí danh cho nhà mạo hiểm trong gia tộc của mình. Tại đó, Hestia cũng vô tình gặp được thần Takemikazuchi. Anh ấy cũng rất ngạc nhiên khi mà Belle thăng lên cấp độ 2 chỉ hơn 1 tháng trong khi trước đây công chúa kiếm Ice cũng phải mất hơn 1 năm mới lên được. Belle đang rất là háo hức để đón nhận bí danh mới. Cậu tưởng tượng ra đủ các bí danh cực ngầu lòi nhưng mà khi nữ thần Hestia quay lại thì cậu vô cùng chán chường. Nghĩ sao bí danh là Tân binh tiêu tử. Chữ chán chả muốn nói à. Dù gì thì Belle cũng ăn một bữa linh đình cùng Sid, Ryu và cô trợ lý Lily của mình để ăn mừng thắng hạng. Trong lúc ăn uống thì Ryu khuyên cậu nên tham gia vào nhóm vì khi qua tầng giữa thì quái vật sẽ đông và mạnh mẽ hơn. Bỗng một tên nhà mạo hiểm giả ở bàn khác tiến đến và gợi ý Belle hãy tham gia vào nhóm của hắn. Đổi lại những cô em gái xinh đẹp sẽ vui vẻ với họ.
Nhưng Ryu đâu có vừa đập hắn một trận, chúng định phản kháng thì bà chủ Mia phải đứng ra khiến chúng chạy té khói. Hôm sau, Will đến chỗ bán áo giáp để tìm thêm sản phẩm của Will Rojo, nhưng may mắn là người cậu ấy tìm đang ở ngay bên cạnh. Will đề nghị một cuộc thỏa thuận với Bell, anh ấy sẽ hợp tác vào đội của cậu thám hiểm hầm ngục và cậu sẽ có bộ giáp do anh ấy chế tạo. Rất nhanh chóng, nhóm của Bell đã có thêm một thành viên mới tham gia. Khi đối đầu với quái vật, tất cả mọi người đều chia vị trí ra giúp Bell cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu cũng thấy được sức mạnh của bản thân đang tăng một cách nhanh chóng. Khi tiêu diệt được lũ quái vật, Bell thấy được kỹ năng mới của bản thân hình thành một ánh sáng kỳ lạ ở bàn tay. Tiếp đó, một con rồng con xuất hiện gây nguy hiểm cho Lily thì cậu cũng chỉ tung một đòn đã tiêu diệt được nó hoàn toàn. Nữ thần Hestia nói rằng kỹ năng Argonauts của Bell như một đòn chí mạng để xoay chuyển các tình thế nguy hiểm khi mà đối đầu với con quái vật hung mạnh. Nữ thần cũng nói về Will với khả năng rèn luyện đỉnh cao và có thể chế tạo kiếm phép, nhưng mà vì lý do nào đó cậu ấy không làm kiếm nữa. Bell cũng tìm đến Will và được anh ấy trả ơn bằng cách rèn chiếc sừng con Minotaur thành một thanh kiếm tốt dành riêng cho Will. Từ lần đó, cả hai người họ đã xem nhau là người đồng đội thân thiết với nhau. Tập 10. Chị cố vấn Aina đã bắt buộc Bell mặc chiếc áo được đan từ loại len kỳ nhông. Nữ thần nghe vậy cũng yên tâm hơn để Bell tiến lên tầng giữa tại hầm ngục Dugel. Nữ thần Hestia gặp được thần Takemi Kazuchi ở ngay cổng hầm ngục. Anh ấy cũng khuyên cô bớt lo lắng cho bọn trẻ, nhưng một trận động đất nhẹ khiến cho Hestia cảm thấy bất an. Will cùng với Bell khá ăn ý trong việc chiến đấu, cả hai cũng dễ dàng tiêu diệt được những tên quái vật ở tầng giữa. Rất nhanh, đám quái vật lại một lần nữa xuất hiện đông đảo tấn công nhóm của Bell. Thần Hermes cùng với Alfred cũng đang có một dự định dành riêng cho Bell. Ngay lúc đó, bên trong hầm ngục, đội nhà thám hiểm của thần Takemi Kazuchi do Uska dẫn đầu đã bị tấn công nghiêm trọng. Lũ quái vật đang truy sát làm họ bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng bên đội của Bell cũng đang rất vất vả khi mà một lượng lớn quái vật bao vây. Không một chút do dự, Oscar ra lệnh cả đội của anh ấy sẽ chạy thẳng qua nhóm của Bell. Mikoto biết rằng nếu làm như vậy thì đội của cậu ấy sẽ đối mặt với cái chết, nhưng mà Oscar không còn cách nào khác. Bell thì đang rất chật vật tiêu diệt lũ quái vật ở đó thì vướng phải thêm một đám chó lửa từ tầng trên xuống. Nhóm Bell bỏ chạy và quay lại tấn công tiêu diệt được đợt quái vật vừa rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đúng như những gì Ryu từng nói, lũ quái vật ở tầng giữa ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Chúng đã bao vây cậu từ nhiều hướng khiến các đồng đội bị rơi vào nguy hiểm. Chó lửa tấn công phóng thẳng đến nhóm của Bell. Nữ thần Hestia cũng nhận thấy được sự nguy hiểm tột độ khi mà nhóm của Bell vẫn chưa trở về. Chị Anna lập tức tập hợp kêu gọi cứu viện tìm kiếm nhóm của cậu ấy tại hầm ngục. Will đang bị thương nghiêm trọng nhưng mà tất cả họ đều an toàn vì nhờ áo choàng len kỳ nhông mà chị Anna sắp xếp. Do không thể di chuyển ngược lên tầng cao được nên là Lily đã đề nghị xuống thẳng tầng 18, nơi đó có một khu an toàn cho các nhà mạo hiểm dừng chân. Nhưng mà để tới được đó, họ phải vượt qua được chùm Goliath ở tầng 17 với thân hình to lớn. Cuối cùng Bell vẫn quyết định đi xuống tầng 18 và không bỏ lại bất cứ đồng đội nào cả. Lúc này thần Takemi Kazuchi cũng cúi đầu xin lỗi trước hành động của nhóm thành viên trong gia tộc của anh ấy đã gây nguy hiểm cho Bell. Nhưng mà Hestia vẫn tin tưởng rằng cậu ấy vẫn còn sống và yêu cầu họ giúp cô đưa cậu trở về. Thần Hermes và Afi cũng xin vào tham gia nhóm giúp đỡ nhưng mà nữ thần Hephaestus tỏ ra nghi ngờ. Cuối cùng Hestia cũng đồng ý và xin đi theo vào hầm ngục dù rằng luật đã cấm kỵ điều đó. Hephaestus cũng dặn dò đưa một thứ cho Will để an toàn, họ mời thêm Ryu tham gia vào hành trình này. Nhóm của Bell cũng tiến đi khá xa. Nữ thần bí ẩn vẫn luôn theo sát Bell để chơi đùa với cậu ấy. Tiếp đó một số quái vật cấp cao khác xuất hiện nhưng mà sức mạnh từ kỹ năng Argonauts của Bell giúp cậu hạ gục chúng chỉ với một đòn chí mạng. Cậu cũng đã kiệt sức hoàn toàn khi mà sử dụng sức mạnh liên tục. Tập 11. Nữ thần Hestia cảm nhận được sự ân sủng của Bell vẫn hiện diện. Dù đã tiêu diệt rất nhiều quái vật nhưng mà nhóm của cậu ấy gần như kiệt sức sau khi chiến đấu liên tục trước đám quái vật xuất hiện ngày một đông. Phía cứu viện của Ryu và Afi dẫn đầu cũng đang nhanh chóng tiêu diệt lũ quái vật trong chớp mắt. Hai cô gái này mở đường cho nhóm tiến đến vị trí của Bell. Nữ thần Hestia cũng thấy được vật phẩm của chàng tóc trắng làm rơi. Afi với khả năng nhạy bén nhận thấy Bell đã tiến sâu xuống tầng 18 nên là cả bọn liền đi đến đó. Hiện tại Bell vô cùng chật vật khi mà cả hai người đồng đội đều ngất đi. Dù rất vất vả nhưng mà cậu vẫn kéo hai người họ theo xuống đến tầng 17. Hestia cũng biết được thần Hermes nhận lời mời của một người để theo dõi sức mạnh của Bell nên là mới xuống tận đến đây. Anh ấy cũng là người muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của anh chàng tóc trắng. Bell đang gặp nguy hiểm khi mà chùm của tầng này Goliath xuất hiện. Cậu cố gắng hết khả năng của bản thân vượt qua mọi nguy hiểm, thành công đưa hai đồng đội đến được nơi an toàn. Một lần nữa, Ash đã cứu tất cả bọn họ về nơi an toàn. Mỗi lần gặp được Fred là Bell dường như lúng túng cả người, đã vậy còn đâm sầm vào con gái nhà người ta. Không gì mà khôn dữ vậy cha nội. Cậu cũng đã biết được gia tộc Loki đang dừng chân ở nơi này trong chuyến thám hiểm sâu xuống hầm ngục. Mọi người tộc Loki cũng rất nể phục Bell khi mà chỉ mới một tháng cậu ấy đã đến thẳng đến tầng 18. Hai cô gái tên là Theona và Theone cũng rất quý mến Bell khiến cậu ấy đỏ cả mặt trước sự quan tâm đặc biệt này. Tại thế giới thu nhỏ dưới lòng đất này, cậu biết được đây chính là thiên đường dừng chân của những nhà mạo hiểm giả, nơi được chiếu sáng từ những viên pha lê rực rỡ. Hai người đồng đội của Bell cũng đã tỉnh lại an toàn sau khi được chăm sóc và phục hồi sức khỏe.
Khi đang ăn tối cùng mọi người, gia tộc Loki đã dành một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhóm của Bell khi họ đã không bỏ mặc đồng đội của mình. Cậu cũng đã gặp lại nữ thần Hestia. Điều này làm cô ấy mừng rỡ đến bật khóc khi mà Bell vẫn an toàn. Nhưng mà bà nhỏ Lily đâu có để yên đâu. Bỏ cái tay ra bạn ơi. Oscar và Mikoto cũng đã nhận lỗi với nhóm của Bell. Họ chấp nhận bất cứ hình phạt nào mà cậu ấy đưa ra. Nhưng mà cậu ấy cho rằng nếu rơi vào trường hợp tương tự thì Bell cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ đồng đội của mình. Nữ thần Hestia cũng đã đưa lại cho Bell thứ mà nữ thần Hephaestus giao cho cậu ấy. Bell thì đang ngắm cảnh đêm với Fred khiến cho ổng đỏ cả mặt. Nhưng mà chỗ người ta hẹn hò mà bà thần Hestia cũng ráng ló cái đầu vô. Đó là thần gì mà vô duyên dễ sợ. Tập 12. Sáng hôm sau, mọi người dành một ngày để tham quan thị trấn dưới lòng đất. Đột nhiên đám mạo hiểm giả khi trước đụng phải Bell, đang tính dạy cho cậu một bài học thì thấy fan của cậu ấy toàn thứ dữ không nên là bỏ đi. Tiếp theo là cả đám con gái hẹn nhau đi tắm mà khúc này tâm linh lắm nên là tụi tôi nét luôn nha. Bell vô tình gặp phải Rio trong khu rừng và biết được cô ấy hay đến nơi này để tặng hoa cho những người đã mất trong gia tộc mà cô ấy đã từng tham gia mạo hiểm trước đây. Họ đã bị gia tộc thù địch sát hại chứ còn một mình Rio sống sót. Bell cũng biết được cô gái yêu tinh này đang nằm trong danh sách đen của hội vì cô đã ra tay giết sạch gia tộc thù địch để trả thù cho những người đồng đội của mình. Sid đã phát hiện ra và đưa cô ấy về làm tại quán rượu, từ đó cô đã không còn là mạo hiểm giả nữa. Hiện tại Bell chính là người mà Rio hết mực tôn trọng vì tấm lòng lương thiện của cậu ấy. Phía bên này, lũ mạo hiểm giả cũng đã bàn tính lên kế hoạch để hãm hại Bell cho bỏ ghét vì họ mất rất nhiều năm mới đến được đây mà thằng đầu trắng thì có hơn một tháng thì đã ngang hàng với họ. Ngày hôm sau, chúng bắt cóc nữ thần Hestia và dụ Bell đến một nơi vắng vẻ. Tên mặt sẹo rủ cậu ra quyết chiến một trận, nếu thắng thì cậu sẽ cứu lại nữ thần của mình. Ngay sau khi bắt đầu, hắn liền dùng vũ khí ma thuật biến mất hoàn toàn và liên tục tấn công Bell. Do không thể quan sát được hắn ta nên là Bell liên tục ăn đòn từ hắn, cậu như muốn gục ngã khi bị tấn công dồn dập vào người. Phía xa, thần Hermes và Aphis cho rằng đây cũng là một phần trong quá trình Bell trưởng thành hơn nên là vẫn vui vẻ quan sát. Nhóm của Oka và Well cũng đã lao đến cứu viện, Brio cũng đã có mặt tại đó yểm trợ cho họ. Lily cũng tìm đến cứu thoát nữ thần Hestia, thần gì mà để bị bắt về bà mắm này. Phía bên này, Bell cũng đã cảm nhận được ánh mắt thù địch từ hắn ta, cảm giác nhạy bén giúp cậu tấn công hắn chiếm phần áp đảo. Trong lúc gây cấn nhất thì nữ thần bùng nổ sức mạnh tiến đến, tất cả mọi người đều phải ngừng tay trước sức mạnh thật sự của thần. Hestia ôm chầm lấy Bell với vẻ vô cùng xúc động. Đúng lúc đó, một trận động đất rung chuyển cả khu vực, một con quái vật to lớn xuất hiện chặn đi tất cả các lối ra khiến mọi người hoảng sợ. Tập 13. Thần Hermes cho rằng việc này nằm ngoài dự tính của Uranus, anh ấy cũng không hề được cảnh báo về việc đột ngột này. Con quái vật khổng lồ đã phá hủy đá pha lê xông thẳng vào nơi an toàn tại tầng 18. Lũ quái vật khác cũng nhanh chóng tiến vào khiến cho mọi người vô cùng hỗn loạn. Bell lập nhóm cùng với những nhà mạo hiểm giả bên phía tầng Takemi Kazuchi để giải cứu cho mọi người. Tên quái vật to xác tấn công những cú chơi chán khiến cho mọi người có mặt gặp nguy hiểm tột cùng. Tên mặt sẹo từng ức hiếp Bell đã được cậu ra tay cứu giúp thoát chết trong gang tấc. Những nhà mạo hiểm khác cũng nhanh chóng tiến lên yểm trợ cho mọi người trong khi Ryu cùng với Well đang liên tục tấn công nó nhưng mà chẳng thấm vào đâu cả. Goliath, ông trùm tầng 17 có sức mạnh vượt trội hơn bao giờ hết khiến cho mọi người dù chống trả quyết liệt nhưng mà vẫn chưa thể khiến nó bị thương. Ryu nhận ra sức mạnh của nó hẳn phải nằm ở cấp độ 5. Bell vừa cứu người vừa phải tấn công thẳng vào tên quái vật rất khó khăn. Tiếp đó, đội ngũ pháp sư mạnh mẽ ra đòn cùng lúc tấn công nhưng mà ngay lập tức nó đã hồi phục khiến cho mọi người rơi vào nguy hiểm. Trong đợt phản công tiếp theo, Bell được Ryo phân công cầm chân lũ quái vật nhỏ xung quanh. Oka cũng quyết định dùng khiên để chứng minh anh không phải là kẻ ham sống sợ chết. Bell đang dùng Argonauts tập trung sức mạnh để tung đòn cầu lửa nhưng mà đòn cực mạnh đó vẫn không thể giết được Goliath. Trong phút đó, Oka lao đến cứu cậu ấy khỏi cái chết trong gang tấc. Rất nhiều người đang rất chật vật chiến đấu với tên quái vật hung mạnh nhưng mà nữ thần Hestia vẫn tin rằng chỉ có mình cậu ấy mới có thể tiêu diệt được Goliath. Từ sâu thẳm trong trái tim, Bell đã bừng tỉnh lại sức mạnh khủng khiếp. Những người đồng đội như tiếp thêm một nguồn sức mạnh cho Bell. Cậu sử dụng Argonauts dồn hết năng lượng vào toàn thân trong lúc tất cả mọi người ra sức yểm trợ cho cậu ấy tập trung sức mạnh. Well cũng tìm được kiếm phép của Hephaestus, vô số đòn tấn công khóa chặt tên quái vật khổng lồ từ mọi người có mặt. Kiếm phép của Well cũng đã vỡ vụn nhưng mà thời gian giúp Bell tấn công đã đến. Cậu tung một nhát chém cực mạnh với năng lực to lớn cắt đôi người của con quái vật. Dù vậy nhưng mà nó vẫn đang hồi phục. Không chần chừ, Bell lao nhanh đến tung một nhát chém chí mạng tiêu diệt nó hoàn toàn. Mọi người rất vui mừng khi mà Bell đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Thần Hermes tin rằng điều thần Zeus nói đã sai vì Bell, cháu trai của ngài đã mở ra một trang mới cho gia tộc. Đây chính là khởi đầu một kỷ nguyên mới khắc sâu vào lịch sử của Oroiro, câu chuyện về một thần thoại gia tộc được mở ra. Vậy thân thế của Bell là gì và tại sao nhiều vị thần đang theo dõi cậu ấy? Thì mọi người hãy theo dõi tiếp ở video lần sau nha. Tập 1. Nhóm của Bell giờ đã có tối ưu các vị trí trong việc săn quái vật tại hầm ngục vì nhờ có thêm Mikoto thành viên mới. Các thành viên cùng bổ trợ điểm yếu cho nhau khiến cho mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Bell nay đã có đủ niềm tin để theo đuổi người con gái mà cậu thích chính là Ice. Trong lúc đang ăn mừng với các bạn của mình thì một tên trong gia tộc Apollo bước đến khiêu khích. Hắn cho rằng Bell nhờ gian lận mới được lên cấp nhanh như vậy. Chưa dừng lại ở đó, tên lùng còn sử dụng cả nữ thần Hestia khiến cậu bực tức.
Bell chưa kịp ra tay thì Will đã mời hắn một ly bia vào thẳng mặt. Những tên khác trong gia tộc Apollo cũng tham gia. Bell và Will đập cho cả đám sắp mặt, nhưng một thành viên cấp cao Jokinhoe đã nhanh chóng khống chế Bell. Mọi chuyện dừng lại khi mà Peter cất tiếng nói. Nữ thần Hestia cũng dịu dàng chăm sóc cho những thành viên của cô ấy, đặc biệt là Bell. Nhưng mà chuyện đụng chạm với tộc Apollo sẽ rất khó khăn vì ông ta nổi tiếng là người thù dai. Chị Anna cũng dặn dò Bell từ giờ hãy cẩn thận vì chỉ với một xích mích nhỏ cũng trở thành một trận chiến thật sự. Nhưng ngay sau đó, hai thành viên của tộc Apollo là Tapne và Cassandra đã đến đưa Bell một bức thư bí ẩn. Trước khi rời đi, cô gái ấy còn gửi lại lời chia buồn sâu sắc với cậu. Nữ thần Hestia biết đó chính là cái cớ của thần để tính toán ân oán với họ, nhưng mà cô vẫn tự tin tham dự vì họ sẽ đi cùng với thần Thét và thần Mias đến tham gia. Rất nhanh, mọi người đều ăn mặc thật đẹp để tham gia bữa đại tiệc do thần Apollo tổ chức. Khác với những lần trước đây, lần này các vị thần đều dẫn theo người đứng đầu trong gia tộc của mình tham dự tiệc. Mà tộc Hestia chỉ có mỗi mình cha nội Bell nên là ổng đi là cái chắc rồi. Rất nhanh, người mà Bell thầm thương trọng nhớ cũng xuất hiện. Ice đang đi cùng với nữ thần Loki trong một đầm xinh xắn dự tiệc. Hai đứa nhỏ thì chẳng nói câu nào, còn hai bà thần thì như nguyên một cái chợ. Trong lúc buồn bã đứng ở ban công thì Bell vô tình trông thấy Hakinro đang bí mật bàn kế hoạch cùng Janice, tộc Soma. Cậu cũng không hề nghĩ gì nhiều vì thần Hermes đã tạo cơ hội cho Bell khiêu vũ với Red của mình sau đó. Thần Miss cũng đã ra hiệu để cậu ấy làm theo thành công mời được Ice. Tuy lúc đầu có hơi vướng một chút nhưng rồi khi ánh mắt của họ nhìn nhau thì cả hai đều cảm nhận được sự hạnh phúc. Xém chút nữa là bị hai bà thần phá đám. Nữ thần Risa cũng đòi kêu Ostor thả nguyên một đàn Minotaur ra ngay đây để phá đám, tại bà nữ thần này cũng mê Bell lắm. Đang lúc Bell lãng mạn tột cùng thì thần Apollo xuất hiện tuyên bố lý do chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Ông ấy cho rằng Bell đã đánh trọng thương thành viên gia tộc ổng. Chỉ đợi có thế, thần Apollo liền thách thức yêu cầu một trận chiến tranh quyết đấu với tộc Hestia. Tập 2. Tất cả vị thần đều tỏ ra rất là hào hứng khi mà đã từ rất lâu mới diễn ra một trận tranh chiến quyết đấu. Trái ngược với mọi người, thần Hestia không vui vẻ gì cả bởi nếu thua, Bell sẽ qua tộc của Apollo. Nữ thần liền từ chối thách thức và dắt Bell thẳng về nhà. Ngay sáng hôm sau, những thành viên của gia tộc Apollo bao vây đông đảo và tấn công thẳng vào căn cứ của thần Hestia. Dù Bell và nữ thần đã may mắn thoát được nhưng mà họ sẵn sàng tấn công thẳng tay. Rất nhiều ngõ hẻm đều bị các thành viên của Apollo chặn sẵn khiến cho tình thế rất nguy hiểm. Cassandra đã chặn đường và bảo rằng Bell hãy ngoan ngoãn đầu hàng. Thần Apollo mà để ý đến người nào thì rất khó có thể thoát ra được bàn tay của ông ấy. Và trước đây hai người họ cũng từng bị Apollo nhắm đến và săn lùng đến tận màn trời chiếu đất. Bell vẫn một mực chống cự, cậu tung ra quả cầu lửa thành công thoát khỏi hai cô gái của tộc Apollo. Tapne cho rằng Bell chính là một điềm báo xấu vì con thỏ khi dồn vào đường cùng từ bỏ mặt trăng nó sẽ chuyển sang nuốt chửng cả mặt trời. Nhưng mà Cassandra vẫn không tin vào những lời chiêm tinh từ cô bạn của mình. Lily và Will cũng nghe được chuyện của Bell từ những nhà mạo hiểm giả. Ice biết được gia tộc Hestia đang rất nguy hiểm nhưng mà thần Loki không cho phép cô nhúng tay vào chuyện này. Phía nữ thần Hestia và Bell cũng đã chạm mặt với Jokinhoe với tốc độ kinh hoàng của anh chàng tộc Apollo tấn công áp đảo khiến cho chàng tóc trắng bị thương nghiêm trọng. Jokinhoe dự định là sẽ ra tay hủy diệt thân thể của Bell bằng cách cắt tứ chi của cậu nhưng mà một cô gái tộc Thét đã yểm trợ giúp cho nữ thần Hestia đưa cậu thoát khỏi đó. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi mà nhóm mạo hiểm giả dưới trướng thần Apollo tìm truy sát Bell. Nhóm cứu viện của Will và thần Mias cũng kịp thời có mặt ứng cứu. Mias cùng với Oka đã quyết định giúp họ bỏ chạy khỏi đó trước khi quá muộn. Một nhóm khác cũng đã chặn đường rút lui của họ nhưng mà Will và Lily sẵn sàng chặn đường chúng. Đột nhiên Lily đã gặp được Janice của tộc Soma. Cô ấy quay sang nói với Will rằng bản thân cô sẽ quay về với tộc Soma. Trong lúc tưởng chừng như đã an toàn thì Will bị một đòn tấn công cực mạnh. Hestia đành phải đi tới thẳng căn cứ của thần Apollo ném bao tay vào mặt của ông ta và chấp nhận chiến tranh quyết đấu. Khi cả hai vị thần đều đồng ý thì khắp nơi vui như mở hội. Will cũng đã tìm đến thông báo việc tộc Soma đã bắt Lily rời khỏi đó. Bell rất lo lắng cho cô ấy nhưng mà hiện tại cậu phải luyện tập để bản thân có thể chiến thắng được Jokinhoe. Nữ thần Hestia cùng mọi người sẽ lo chuyện giải cứu Lily. Không một chút do dự, Bell tìm thẳng đến căn cứ của tộc Loki để xin gặp ai để nhờ cô huấn luyện cho mình. Nhưng mà Lincoln và Theona đã đuổi cổ cậu thẳng ra ngoài. Khi Bell vừa rời đi thì Ai và Theona đã đợi sẵn. Việc diễn ra khi nãy chỉ là một vở kịch để qua mặt mọi người. Công chúa kiếm sẽ bí mật luyện tập với Bell để có thể bắt kịp Jokinhoe trong trận chiến tranh quyết đấu sắp tới. Tập 3. Tại gia tộc Soma, những thành viên nghiện rượu đang đói khát vì loại gây nghiện cực mạnh này. Janice cũng thông báo rằng là nếu muốn rời khỏi tộc Soma thì hãy trao ra 10 triệu vali tiền nuôi dưỡng. Con số chóng mặt đó khiến cho cô bé suy sụp hoàn toàn. Việc cô đồng ý cùng Janice quay về căn cứ là để đảm bảo cho Bell được an toàn nhưng mà thực chất hắn chỉ muốn năng lực biến hình của Lily mang đến thật nhiều tiền cho hắn. Tối đến, nữ thần Hestia xây dựng một kế hoạch xông thẳng vào căn cứ tộc Soma để giải cứu Lily. Việc này chính là lý do để cho Bell có thể an tâm tập luyện hết mình. Tất cả mọi người cũng đồng ý tham gia góp sức để giải cứu cô bé trợ thủ ngay trong đêm. Nữ thần Hestia cũng đã có mặt kịp thời để bốc thăm cùng thần Apollo chọn ra thể lệ chiến đấu.
Gặp cho nội, Hermes này bóc ngay cái lá thăm mà số lượng thành viên quyết định phần lớn chiến thắng trong trận chiến tranh quyết đấu lần này. Nữ thần Vesa và tất cả mọi người cũng lên tiếng yêu cầu quyền lợi cho gia tộc Hestia. Thế vì nói quá nên là thần Apollo quyết định cho họ nhận được sự trợ giúp của một người, và người đó không thuộc tộc nào trong Oreo. Đó, chấp mà chấp kiểu keo kiệt bủng xỉn ghê không? Đúng là đồ nhỏ mọn. Zenith cũng bộc lộ chiếc đuôi xấu xa nhất của hắn, vì khi ở gia tộc này thần Soma chỉ lo nấu rượu thần thánh không hề màng đến những việc xấu xa của hắn. Người lính canh do căm ghét tên Zenith nên là quăng chìa khóa cố tình thả Lily ra ngoài. Nhưng mà khi thấy mọi người đang vì bản thân của cô mà chiến đấu khiến cô vô cùng xúc động. Hestia cho rằng bằng mọi giá phải mang Lily trở về với Belle, cậu ấy cũng đang phải luyện tập rất vất vả trong trận chiến sắp đến vì tin rằng nữ thần Hestia sẽ mang được cô trợ thủ này quay lại. Lily dùng hết sức chạy thẳng đến chỗ của thần Soma cầu xin ông ấy hãy ngăn cản cuộc chiến và toàn nguyện cho cô ấy quay về với Belle. Ông ấy đã đưa một ly rượu thánh đưa cô uống và nói rằng nếu sau khi uống thứ này mà cô muốn quay về với Belle thì thần Soma sẽ toàn nguyện cho cô, vì trước giờ chưa có ai thoát khỏi sự mê hoặc của thứ rượu này cả. Nhưng dù đang chìm đắm trong cơn mê bởi sự mê hoặc tột cùng nhưng mà Lily vẫn cố gắng cầu xin cho Belle. Những giọt nước mắt của cô bé dũng cảm đã lay động được vị thần nổi tiếng là vô cảm đứng ra ngăn chặn mọi chuyện. Thezonic định tấn công Lily nhưng mà Well kịp thời có mặt đập cho hắn một cú trời giáng vào giữa mặt. Sau cùng Lily cũng được thần Soma chuyển nhượng sang gia tộc Hestia. Có thể nói rằng cô bé tai thú này chính là thành viên thứ hai của gia tộc mà Belle đang ở đó. Mikoto cũng quay và cầu xin thần Thác đồng ý cho cô sang tộc Hestia. Well cũng nói với thần Hephaestus việc cậu sẽ tham gia vào gia tộc Belle để giúp cậu ấy trong cuộc chiến quyết đấu sắp diễn ra. Thần Hestia cũng đã cầu xin Ryu giúp đỡ Belle trong trận chiến sắp đến. Công chúa kiếm Ash cũng luyện tập cùng chàng tóc trắng để trở nên mạnh hơn. Cô dặn dò Belle rằng thời cơ tuyệt vời nhất để hạ gục đối thủ chính là lúc bị dồn vào chân tường. Tập 4. Tất cả mọi người đã có mặt tại gia tộc Hestia để chờ đón Belle trở về. Cậu ấy cũng đã rất tự tin để giành chiến thắng trong trận chiến tranh quyết đấu này. Trên đường đi đến đó, Sid đã rất vất vả chạy theo tặng cho Belle một sợi dây chuyền may mắn. Cassandra cũng chiêm tinh ra được cậu bé tên là Fluan đem đến điều chẳng lành cho gia tộc Apollo nhưng mà cô không thể làm gì hơn. Thần Apollo lúc này vẫn ngạo mạn cho rằng chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về ông ấy. Mọi người cũng theo dõi trận đấu và đặt cược, chỉ riêng vài người vẫn tin tưởng vào khả năng của Belle. Khi trận quyết đấu vừa mở màn thì Ryu đã lao đến cực kỳ hung mãnh với cặp kiếm phép do chính Well làm ra. Vulan cũng đã thông báo tình hình và kêu gọi tiếp viện. Với sức mạnh khủng khiếp từ kiếm phép, tường thành đã dễ dàng bị phá hủy một lỗ to tướng. Mikoto nhân cơ hội này lao thẳng vào tấn công phía trong. Phía bên ngoài, Ryu với khả năng vượt trội khiến cho một người cấp cao bị hạ gục. Mikoto cũng dùng hết khả năng của mình để giam cầm trọng lực lên đa số quân lính phía Apollo. Lily với khả năng biến hình của bản thân thành công đưa Belle và Well tiến thẳng vào lâu đài dễ dàng. Còn Florian thật sự đã bị thần Miad bắt trói lại giam giữ tại một nơi bí mật. Các pháp sư phép do Daphne cầm đầu tấn công liền bị phản tác dụng từ Well. Mọi việc đã đúng như dự tính giúp Belle tiến thẳng vào trong đối đầu với Jokindo. Các mặt trận khác đang chiến đấu hết mình để bảo vệ cho Belle tập trung sức mạnh. Aronor tung một đòn gây vùng vụ nổ kinh hoàng. Chỉ trong những đòn tấn công đầu tiên, Jokindo đã nhận ra cậu ấy đã trở nên cực kỳ nhanh nhẹn. Mũi kiếm của người đứng đầu tộc Apollo đã bị gãy đi nhưng mà Cassandra lao đến giữ chặt Belle giúp cho Jokindo tung một đòn cực mạnh. Đòn tấn công liên tục quay trở lại và phát nổ khi chạm vào mục tiêu khiến cho Belle gục xuống. Nhưng với sức mạnh của sợi dây chuyền Sid đã tặng đã giúp cho Belle thoát chết. Trong lúc nguy hiểm nhất, cậu liền nhớ đến lời dặn của Ai thông đòn chiến mạng trong lúc đối phương hăng máu nhất thành công hạ gục Jokindo chỉ với một đấm. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về gia tộc Hestia khiến cho mọi người vô cùng vui vẻ. Thần Apollo lúc này phải chịu sự trừng phạt của thần Hestia. Tất cả tài sản của ông ấy đều sẽ thuộc về bà lùng Hestia, thần Apollo sẽ bị lưu đày, gia tộc Apollo cũng phải giải tán. Sợi dây chuyền đã cứu Belle thực chất là phước lành của thần sắc đẹp Frieza. Tập 5. Sau trận chiến, Lily cũng quay về cảm ơn thần Soma. Ông ấy cũng đã dặn dò cô bé là hãy tự chăm sóc bản thân trên hành trình mới này. Mọi người trong gia tộc Hestia đang ăn mừng vì chiến thắng của Belle đã giúp cho mọi người có thêm một căn cứ rộng lớn. Belle lập thêm một kỷ lục mới khi cậu là nhà mạo hiểm giả lên cấp độ 3 sớm nhất lịch sử. Gia tộc Gobineo cũng đã nhận lời của nữ thần Hestia để sửa sang lại mọi thứ theo yêu cầu của từng thành viên. Hồ tắm nước nóng của Mikoto, lò rèn được trang bị đầy đủ tiện nghi dành cho Well. Ở trong một căn cứ mới rộng lớn nên là thần Hestia dự định sẽ thuê người giúp việc. Mà nói tới đây cái là cha nội Belle khoái chí cười cười nên là thôi bỏ qua vụ này. Nữ thần Hestia dự định sẽ tuyển thêm những thành viên cho gia tộc của mình. Mà tuyển kiểu gì không biết nhưng mà có cả đống đơn đăng ký, hàng trăm nhà mạo hiểm ở khắp mọi nơi tìm đến. Mà cứ con gái xinh xinh tí là bị bả loại từ vòng dưới xe à, sợ mấy bà kia mê cho nội Belle hay gì á. Cuộc tuyển chọn vô cùng sôi nổi khi mà được mọi người hưởng ứng quyết liệt. Nhưng mà Mikoto lôi ra cái giấy nợ 200 triệu vali thì cả đám bỏ chạy té khói như cái chùa bà đánh luôn. Well biết được chữ ký của thần Hephaestus và Hestia. Và bất ngờ hơn là nó chính là con dao cậu đang sở hữu. Thằng nhỏ nghe tới đây là chết lâm sàng luôn, con mắm thần chơi sang vậy trả nợ chừng nào mới hết là trời.
Tôi đến tại cuộc họp, mọi người cũng đã đồng lòng ở lại để gánh toàn bộ số nợ cùng nữ thần Hestia. Đột nhiên Mikoto nhận được một tin tức từ đồng đội cũ là Chigusa khiến cô hốt hoảng. Tập 6. Khi mọi người đã ngủ say, Mikoto liền lẻn đi trong đêm. Bell cùng Well và Lily liền âm thầm bám theo. Ai dè bà này đi thẳng vào khu phố đèn đỏ lớn nhất khu vực. Trong lúc bận giải cứu cho Mikoto thoát khỏi đám đàn ông, họ đã vô tình lạc mất Bell vào lúc nào không hay. Mục đích của Mikoto bí mật đến nơi này là để giải cứu cho cô bạn đồng hương ra khỏi nơi tối tăm này. Bell thì đang bị cả đám phụ nữ truy đuổi đến nỗi lạc mất nhóm của mình. Khi đang đi lang thang, cậu đã gặp được một hồ ly tinh xinh đẹp thì đột nhiên thần Hermit đã có mặt tại đó hiểu lầm cậu nên là tặng Bell một lọ thuốc kích thích. Anh chàng tóc trắng đang lớn ngớ vì bị thần Hermit hiểu lầm thì một cô gái tên là Aisha tóm lấy cậu lôi về gia tộc Istar. Trong lúc họ đang phân chia Bell để thịt cậu ấy thì đội trưởng gia tộc Istar là Frin đi đến. Người đàn bà có dung mạo khủng khiếp này tiến đến giành Bell từ tay các cô gái. Nhưng cơ hội này Bell thành công thoát ra khỏi đó với sự truy đuổi gắt gao từ những cô gái hung tợn này. Sau cùng, anh chàng tóc trắng may mắn thoát được các cô gái khi vào phòng của một hồ ly tinh xinh đẹp tên là Haruhim. Cô ấy tưởng Bell là khách nên là xém cướp mất đề trai của cậu, nhưng mà sau đó thì cô đã biết được đó chỉ là sự hiểu lầm. Qua trò chuyện, Bell biết được cô bé này bị gia đình ruồng bỏ vào năm 11 tuổi và sau đó bị bán đến khu đèn đỏ này. Thần Hermit đến gặp nữ thần tình yêu Istar để đưa bà ấy một món đồ, nhưng mà ai dè bị biến thành bữa tối của bà luôn. Sáng đến, Bell cũng thành công được Haruhim đưa về an toàn. Còn thần Hermit thì đang khóc lóc cực kỳ thê thảm khi mà bị thần Istar hãm hại cái đời trai của ổng. Tập 7. Nữ thần Hestia vô cùng tức giận khi mà người bà yêu nhất lại tìm đến khu đèn đỏ. Đã vậy còn có lộ thuốc kích thích nữa chứ. Nhưng mà Bell không thể khai ra thứ đó là do thần Hermit tặng cho được nên là đành im lặng. Kết quả là bị phạt đi làm lao công công ích quét dọn cả tòa nhà. Trong lúc trò chuyện cùng Mikoto, cậu biết được người bạn đồng hương cô ấy tìm kiếm chính là một hồ ly tinh. Ngay lập tức Bell đã nói rằng Haruhim đang làm việc tại khu đèn đỏ. Lily và Well liền ngăn cản việc Bell sẽ giải cứu cho cô gái cáo này vì gia tộc Istar cực kỳ nguy hiểm. Bell cũng tìm đến chị cố vấn Anna để hỏi về tộc Istar. Tại đó cậu biết được gia tộc hùng mạnh ấy đang đứng đầu trong hầm ngục và cả việc kinh doanh. Những chiến binh tộc Amazon của họ đều cấp 3 hoặc là cao hơn thế. Frin là đội trưởng của gia tộc này và hiện cô ấy đang ở cấp 5, chỉ thua Ice một bậc. Và gia tộc này đứng đầu bởi thần Istar. Cô ấy đã từng ra tay cực kỳ hung ác với những gia tộc đối đầu khiến họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mikoto đã một mình lẻn vào khu đèn đỏ một lần nữa để giải cứu cho Haruhim, nhưng mà cô gái cáo này đã từ chối theo bạn của mình rời khỏi đó. Bell biết được rằng trước đây Mikoto sống cùng thần Thác tại một ngôi đền nghèo. Haruhim thì xuất hiện là một tiểu thư giàu có, nhưng mà cô ấy luôn cảm thấy cô đơn. Những người bạn của Mikoto thường tìm đến lẻn đưa cô bé cáo ra ngoài chơi giúp cô ấy giữ được nụ cười tươi tắn. Nhưng một thời gian sau, Haruhim đã bị một kẻ nhẫn tâm lừa gạt bán vào khu đèn đỏ. Sau đó, thần Hermit cũng tìm đến Bell và nói cho cậu biết có thể dùng tiền để chuộc Haruhim ra khỏi đó với giá vài triệu vali. Anh cũng tiết lộ rằng thần Istar đã nhận một hòn đá sát sinh để thực hiện âm mưu nào đó. Tối đến, thần Istar do biết được nữ thần sắc đẹp Frieza rất yêu quý Bell nên đã ra lệnh cho các mạo hiểm giả trong gia tộc của mình bắt bằng được anh chàng tóc trắng mang về. Bell thì vẫn chưa biết nguy hiểm sắp ập đến nên là vẫn cùng nhóm của cậu farm quái tại hầm ngục Dugeon nhằm kiếm tiền để chuộc Haruhim ra khỏi đó. Tại hang thức ăn, lũ quái vật đông đúc xuất hiện tách Bell ra khỏi nhóm của mình. Cậu cũng chạm mặt với Aisha trong một hang động. Dù đã ra sức chống trả nhưng mà tốc độ nhanh nhẹn của cô gái này áp đảo cậu hoàn toàn. Tập 8. Trong lúc nguy cấp, Mikoto có mặt kịp thời yểm trợ, nhưng mà dù có hơn người thì Bell vẫn bị bắt mang đi. Haruhim thấy được anh chàng tóc trắng cô đã từng trò chuyện trước đó bèn cầu xin, nhưng mà Aisha đã bị từ chối vì Bell hiện là mục tiêu của nữ thần Istar. Bell tỉnh lại khi thấy được bản thân đang bị giam giữ tại một nơi đen tối. Rồi rơi vào tay bà này chắc chết thằng nhỏ rồi. May mắn thay là Haruhim đi đến giải thoát Bell ra ngoài. Được cứu khỏi mụ già ghê tởm đó khiến cậu ôm chầm vào người cô gái cáo. Mikoto lúc này đã lẻn được vào thư phòng và biết được bí mật của gia tộc Istar chính là tiêu diệt gia tộc Frieza của nữ thần sắc đẹp. Phía bên ngoài, những thành viên gia tộc Istar đang truy lùng Bell réo riết. Thần Stark cũng biết được chuyện Hermit từng giao đến đó một viên đá sát sinh. Chúng là vật phẩm ma thuật cấm dùng để chứa linh hồn của hồ ly tinh. Nó hoạt động như là kiếm phép giúp kích hoạt một loại ma thuật hung mạnh, nhưng mà chỉ với một mảnh nhỏ của đá sát sinh cũng có thể mang lại hiệu ứng tương tự. Và nghi lễ để phong ấn linh hồn hồ ly tinh vào viên đá sẽ bắt đầu vào đêm trăng tròn tối hôm nay. Haruhim đã đưa được Bell an toàn đến lối ra. Do cô ấy đang phải đeo chiếc vòng cổ ma thuật của thần Istar theo dõi nên là không thể đi xa hơn nữa. Ngay lúc đó, Mikoto và Aisha cũng có mặt. Lý do duy nhất thần Istar muốn sử dụng linh hồn của Haruhim chính là chiến tranh tiêu diệt gia tộc của thần Frieza. Giống lần ở hầm ngục, khả năng của Haruhim giúp cho Aisha trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bell dù đã luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng mà sau khi nghe thấy tộc Istar sẵn sàng san bằng bất cứ ai dám ngăn cản thì cậu đã tỏ vẻ do dự. Aisha cho rằng Bell không thể ra tay cứu cô bé cáo vì bản thân cô ấy hiện tại chỉ là một kỹ nữ. Bất ngờ Haruhim giữ chặt Aisha nhằm giải cứu cho Mikoto và Bell thoát khỏi đó. Dù đã an toàn nhưng mà cơ thể của anh chàng tóc trắng hiện tại như một người mất hồn. Tập 9.
Cả hai thành viên của Hestia đã thành công ẩn náu tại một nơi an toàn, nhưng mà khi nghĩ đến những giọt nước mắt của Haruhim thì Bell càng thêm đau lòng. Hiện tại cậu ấy không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Các bạn Bell và nữ thần Hestia cũng tìm đến tàu Estar, nhưng mà lệnh giới nghiêm khắc cả bọn không thể vào trong. Phi lúc này rất tức giận khi mà tuột mất tân binh tiêu tử Bell đầy nối tiếc. Cuối cùng Bell đã thật sự biết bản thân nên làm gì. Cậu tin rằng việc cứu Haruhim ra khỏi đó chính là việc mà các anh hùng sẽ làm lúc này. Dù rằng có thể gia tộc cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa. Mikoto và Bell ngay lập tức lên kế hoạch xông thẳng vào căn cứ tộc Estar. Với khả năng dùng đòn chí mạng Argonor, cậu đã dễ dàng tiến thẳng vào bên trong với khả năng phép thuật. Phía ngoài, Aoka cũng tấn công lính canh để tiến vào ứng cứu cho Bell. Mikoto thuận lợi khống chế được một cô gái và biết được Haruhim đang bị giam giữ ở khu vườn treo. Đội trưởng Rin xông thẳng ra tấn công Bell dữ dội. Sức mạnh của nhà mạo hiểm giả cấp 5 áp đảo cậu hoàn toàn. Bất ngờ thay, nữ thần Estar đi đến yêu cầu các thành viên giải tán. Lý do bà ấy nhắm vào Bell là khiến cho nữ thần Risa tức giận, vì từ trước đến giờ nữ thần sắc đẹp luôn mê hoặc đàn ông giỏi hơn thần tình yêu. Nữ thần Risa cũng thông báo phát động toàn lực đến gia tộc Estar ngay lập tức. Phía bên trong lâu đài, Bell do không ảnh hưởng bởi khả năng mê hoặc của nữ thần Estar liền khiến bà ấy nổi giận. Sau khi kiểm tra bản trạng thái của anh chàng tóc trắng thì họ biết được Bell sở hữu kỹ năng ẩn Lyra Risk Free giúp cậu miễn nhiễm với phép thần mê hoặc của bà ấy. Nhưng lúc sợ, cậu đã vùng dậy trốn thoát. Mikoto cũng đã tìm được vị trí của Haruhim, nhưng mà liền bị trúng đòn bởi một cô gái thành viên tộc Estar. Dù ngã từ trên cao xuống, nhưng mà cô gái tộc Hestia vẫn kiên cường tiếp tục đối mặt để ngăn chặn nghi lễ đá sát sinh. Cô gái tên là Samira đã yêu cầu Mikoto đấu một trận tay đôi với mình. Sức mạnh thể chất và tốc độ của cô kỹ nữ tộc Estar áp đảo hoàn toàn Mikoto. Dù vậy, trong thời khắc quyết định, cô ấy dùng tuyệt kỹ của ninja hội tụ năng lượng của bản thân tạo ra một vụ nổ to lớn. Lợi dụng tình thế đó, Bell lao nhanh đến thành công ngăn cản được cú đấm vào người của Haruhim. Viên đá sát sinh cũng đã vỡ ra trăm mảnh dù chưa thể có được linh hồn của Holyton. Tập 10. Nữ thần Estar hoảng hốt khi đội quân của gia tộc Frieza đã tiến thẳng vào phá hủy toàn bộ khu đèn đỏ chén lệ này. Nữ thần sắc đẹp sẽ một mình tiến vào trong gặp nữ thần tình yêu để tính sổ mọi chuyện vào lần này. Bell đã khẳng định với Haruhim lần cuối rằng với bản thân của cậu thì anh hùng thật sự sẽ không bao giờ bỏ rơi cô gái cáo thêm một lần nào nữa. Đòn tấn công của Finn khiến cho Bell văng ra xa, nhưng mà với năng lực búp sức mạnh của tộc Holy nên là cậu ấy vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Bây giờ chàng tóc trắng có thể chiến đấu song phẳng cùng mạo hiểm giả cấp 5 ngang tài ngang sức. Trên đường đi vào trong, Ostar cũng giúp cho Mikoto chữa trị vết thương. Nữ thần Hestia cùng các bạn của Bell cũng đang tiến vào trong thì bị một thành viên của tộc Estar chặn đường. Bell cũng thất thế trước cô ấy thì một thành viên với đôi tai thú xuất hiện. Anh ấy là Aurelien Frommel thuộc gia tộc Frieza. Với cấp độ 6 của mình nên là anh ta dễ dàng hạ gục cô gái chặn đường. Dù được búp sức mạnh nhưng mà Bell vẫn yếu thế hơn Finn. Nhưng khi nghe được những lời xúc phạm đến Haruhim thì cậu đã nổi điên lên tấn công dồn dập khiến mụ già xấu xí rơi thẳng khỏi lâu đài. Khi tỉnh lại, cái bà cóc mập này vô tình gặp phải Ota liền bị ăn hành sắp mặt. Aisha cũng đã ra mặt quyết đấu với Bell để thử thách cậu ấy có đủ sức mạnh để bảo vệ cho Haruhim hay không. Còn thần Estar trong lúc chạy thoát thì đụng mặt với thần Risa. Chỉ với một ánh nhìn, các cô gái thuộc hạ liền bị mê hoặc ngay lập tức. Thần Hermann cũng rất thích thú với kết quả mà bản thân đã sắp xếp từ trước. Anh không tin rằng tình yêu của nữ thần Risa dành cho Bell lại lớn như vậy. Aisha lần này tung hết sức mạnh để chiến đấu với Bell rất quyết liệt, nhưng mà cuối cùng sau đòn chí mạng khiến cả hai thanh kiếm bị phá hủy thì anh chàng tóc trắng đã tung thêm đòn cầu lửa, hạ gục cô gái hoàn toàn. Nữ thần Isra cũng đã bị dồn vào đường cùng liền lao đến, nhưng mà với một cái tát của Risa đã khiến cho nữ thần tình yêu rơi khỏi lâu đài. Do không thể chết nên là thần Isra đã bị triệu hồi về thiên giới và không bao giờ được quay lại đây nữa. Bell cũng đã thành công giải cứu cho Haruhim thoát khỏi cái gia tộc ghê tởm này. Nữ thần Hestia và các bạn của Bell đã đoàn tụ với cậu trong một tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Tập 11. Đội quân hùng mạnh của đế quốc Vrakia đang tiến thẳng đến Auraria, nhưng mà chỉ với một đoàn từ nhà mạo hiểm giả thuộc gia tộc Loki cũng đủ khiến chúng nếm mùi bại trận. Aisha cũng đến tạm biệt Haruhim lần cuối, cô ấy giờ sẽ đi kiếm đàn ông ở trong quân đội Vrakia để phục vụ họ. Cô bé cáo thì đã gia nhập vào gia tộc Hestia với sự bảo vệ của Bell. Thần Hermes tìm đến Bell để thông báo về tam đại nhiệm vụ huyền thoại. Đó chính là tiêu diệt ba con quái vật đã thoát từ hầm ngục cổ đại rất lâu về trước. Hiện tại vua mặt đất là Behemoth và Leviathan đã bị hai gia tộc hùng mạnh nhất là gia tộc Zeus và tộc Hera đánh bại. Nhưng đến nhiệm vụ thứ ba, cả hai gia tộc hùng mạnh đã bị độc nhãn hắc long trong hầm ngục Oratoria tiêu diệt hết. Và thần Hermes tin rằng Bell có thể trở thành anh hùng của Oratoria nếu tiêu diệt được con hắc long dữ tợn đó. Trong lúc Haruhim phơi đồ thì nhận được sự giúp đỡ của Bell. Việc đụng tay đụng chân được nữ thần Hestia trông thấy nên là cuộc họp sắp tới bà cấm nam nữ đụng chạm nhau trong gia tộc. Gặp ngay cái bà nhỏ Lily cũng không phải là dạng vừa nên đã chống cự. Tiếp đó, bà thần lùn này hỏi Bell về việc nếu có một nữ thần cầu hôn cậu thì sẽ thế nào. Gặp cha nội đầu trắng khờ khạo này nói là sẽ từ chối khiến cho bà tức giận chạy mất tiêu. Ares, người chỉ huy của đế quốc Rakia, quyết định sẽ bắt cóc đại một nữ thần của Auraria về làm con tin. Ai dè gặp phải cái bà thần Hestia đang long nhong ở ngoài nên là vác mang về luôn.
Bell lúc đi tìm nữ thần thì gặp được Ares và biết được nữ thần Hestia đã bị bắt cóc. Ngay lúc đoàn quân của Ares đi đến một vách núi thì Ares cùng Bell có mặt kịp lúc. Afi đã bay phía trên cũng bị phát hiện và bị chúng khống chế bằng dây xích. Ngay lúc đó, nữ thần Hestia vô tình rơi xuống vách núi khiến cho Bell và Ares vội vã lao theo. Tập 12. Hiện tại nữ thần vẫn an toàn sau cú ngã nguy hiểm vừa rồi. Ares đã ra tay cứu họ thoát khỏi dòng nước trước khi bị cuốn trôi. Trưởng làng Chrome cho họ tá túc ở đây đến khi nữ thần khỏi bệnh. Trong lúc phụ giúp người dân để báo đáp ân nghĩa thì Bell vô tình thấy được ngôi miếu nhỏ đựng vảy của Hắc Long. Cô biết được dân làng ở đây tôn thờ con quái vật vì chính nó đã bảo vệ người dân sống yên ổn. Khi quay về, Bell được trưởng làng mời đến nói chuyện. Cô biết được trước đây ông ấy cũng từng là một mạo hiểm giả hoạt động trong gia tộc của một nữ thần. Hai người họ cũng đã dành tình cảm đặc biệt với nhau. Nhưng mà đến một ngày nữ thần của ông ấy đã bị sát hại và quay về thiên giới. Rina là cô con gái mà ông đã nhận nuôi vì từ khi nữ thần rời đi ông đã sống một cuộc sống độc thân. Ông cũng đang lâm bệnh nặng và dặn dò Bell hãy trân trọng từng phút giây ở bên cạnh nữ thần của mình vì ông không muốn cậu phải hối hận giống ông ấy. Tôi đến trong lúc mọi người đang vui vẻ cùng nhau dự lễ hội với vinh dự khi mà có sự tham gia của nữ thần Hestia. Người dân tin rằng khi một người đàn ông mời bạn nhảy khác giới vào lúc này và nhận được sự đồng ý thì cả hai sẽ vô cùng hạnh phúc. Nữ thần ngay lúc này cũng gài kèo Bell vô thế mời bà nhảy để chuộc lại lỗi lầm lúc trước. Khi nhớ đến lời dặn của trưởng làng thì Bell vô cùng đắn đo vì không biết thời gian cậu có thể ở bên cạnh nữ thần kéo dài bao lâu nữa. Đúng lúc mọi người vui vẻ thì Rina, con gái trưởng làng, tức tốc chạy đến thông báo về việc sức khỏe của cha mình. Tình trạng sức khỏe của ông ấy hiện tại vô cùng yếu nhưng mà ông vẫn muốn được gặp lại nữ thần Brigitte. Sau khi biết được nguyện vọng của trưởng làng, Hestia liền cầm tay giúp ông ấy gặp lại nữ thần Brigitte một lần nữa. Tất cả mọi người đều xúc động lúc ông ấy ra đi mãi mãi với tình yêu dành cho nữ thần của mình. Bell hỏi nữ thần về việc con người sau khi chết có gặp lại được nữ thần ở thiên giới hay không. Hestia trả lời rằng khi chết cơ thể con người sẽ như một trang giấy trắng cho đến khi được tái sinh, nên việc đó rất khó để xảy ra. Bell đành bật khóc vì cậu không biết thời gian bản thân có thể bên cạnh nữ thần còn bao lâu nữa. Nhưng Hestia nói rằng dù Bell có hồi sinh bao nhiêu lần và già cỡ nào đi nữa, thì cô ấy sẽ luôn tìm đến mời cậu vào gia tộc của mình. Ai cũng đã chứng kiến được tình cảm của Bell và nữ thần của cậu ấy. Cả ba người cùng nhau viếng mộ của trưởng làng, rồi cùng nhau quay trở về đoàn tụ với những người bạn thân thiết của mình. Tại một hang động huyền bí, một nhân vật có hình dáng yêu tinh xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng và hết season 2. Tập 1. Một cô bé quái vật nhỏ nhắn đang bị những nhà mạo hiểm giả truy cùng giết tận ở tầng 19 thì vô tình gặp được Bell. Với bản tính lương thiện, cậu ấy đã không thể xuống tay với cô bé. Đã vậy, cô còn ra tay cứu cô ấy khỏi những nhà mạo hiểm giả hung hăng. Khi thoát ra khỏi đó, nhóm của Bell đã đến tầng 18 để trú ẩn. Tại đó, mọi người phát hiện ra cô bé quái vật chính là loài Vore cực kỳ nguy hiểm nên là tính ra tay giết cô bé. Nhưng anh chàng tóc trắng này thấy cô bé đáng thương nên là đã ngăn cản mọi người. Sau khi thuyết phục thì các bạn của Bell đã đồng ý để cậu đưa cô bé trở về nhà. Thần Uranus cũng nhận được tin về một loài quái vật có trí thông minh gặp được Bell. Ông ấy cũng biết được cậu nhóc tân binh đó chính là trò chơi yêu thích của thần Hermes. Khi quay về căn cứ, thần Hestia cuối cùng cũng chấp nhận cho cô bé ở lại. Do không có tên nên là nữ thần đã đặt tên cho cô bé tên là Wiena. Ngay sau đó, mọi người chia ra khắp nơi hỏi thăm tung tích của các vị thần về quái vật biết nói nhưng mà chưa có manh mối nào rõ ràng cả. Wiena khi ở trong gia đình của Bell thì sống những ngày tháng hạnh phúc nhất khi được ăn ngon mặc đẹp. Rồi, sự cố bất ngờ ập đến khi mà những chiếc móng tay của cô bé khiến cậu bị thương nghiêm trọng. Dù vậy nhưng mà nhóc tân binh vẫn âu yếm với cô bé. Sau khi tổng kết một ngày, những vị thần như là Hephaestus, Mes và Thak đều không có thông tin gì về quái vật biết nói như là Wiena. Mọi người cũng tỏ ra quan tâm và yêu mến cô bé quái vật như một người em của họ. Quay ngoài làm thợ rèn thì nay chuyển qua làm neo luôn rồi mọi người ơi. Đúng là giỏi đẳng cấp mà. Đó, chọt chọt với ôm anh Bell được rồi nè. Khi đêm đến, mọi người vẫn rất lo lắng khi mà không biết cô bé quái vật dễ thương này sẽ mang đến những sự cố gì sắp xảy ra tiếp theo. Nhưng mà Bell biết được cô bé đã luôn có một giấc mơ kỳ lạ về việc ra tay giết chết rất nhiều người bằng cách cào xé họ ra. Cô bé luôn bị bóng tối nuốt chửng và không một ai cứu Wiena ra khỏi đó. Phía thần Hermes cũng đã có nhiệm vụ về những con quái vật đang bị buôn lậu. Hiện chúng đang bị giam cầm dưới căn hầm của dinh thự của quý tộc Evrion. Thần Uranus cũng đưa cho anh ấy một công việc khó nhằn sắp tới. Tập 2. Dis, đội trưởng nhóm nhà mạo hiểm ở tầng 19 rất tức giận khi biết việc sống mất con Vore quý hiếm. Hắn cũng xin thần Ikaros về thông tin của cô bé quái vật biết nói. Dis quyết tâm sẽ không dễ dàng từ bỏ loài quái vật đáng tiền như vậy. Nữ thần Hestia cũng ra nhiệm vụ mới cho Bell tìm hiểu về cô bé quái vật Wiena. Cậu sẽ phải đến thẳng tầng 19 nơi phát hiện ra cô bé để điều tra mọi thông tin cần thiết. Bell dự định nhờ chị Ryu theo bảo vệ cậu trong nhiệm vụ lần này tại hầm ngục Rivera nhưng mà cô ấy đã từ chối. Nhưng khi Aisha xuất hiện đòi thịt thằng nhỏ thì chị Ryu cũng miễn cưỡng theo cậu. Chứ để thằng nhỏ theo cái bà này chắc phẩm giá của Bell sẽ mất quá à. Bằng sức mạnh của mình, Aisha và Ryu thay phiên nhau gánh cái tim còng lưng. Bell hiện tại có vẻ như đã rất yếu so với trước kia.
Trong lúc Bell và Will đi đến nơi tìm thấy Wiene ở đó thì bất ngờ một cô gái trùm kín mặt xuất hiện. Cô ấy ngửi được mùi của đồng loại trên cơ thể hai người họ. Sau khi nói về chuyện chung sống với hòa bình giữa người và quái vật thì cô gái ấy đã bay mất. Bell cầm sợi lông vũ biết được thực chất cô ấy cũng là một quái vật giống như là Wiene. Dis biết được Bell cũng đã có mặt tại tầng 19 hôm trước khi mà sống mất con Vora. Hắn đã nhắm đến cậu vì có thể Bell biết được thông tin gì đó. Thần Ecolot cũng đã đợi sẵn Bell khi cậu đi trên phố. Ông ấy nhắc đến chuyện của cô bé quái vật Vora khiến cậu hốt hoảng. May mắn thay là thần Hermit đến giải vây cho cậu rời khỏi vị thần kỳ quặc này. Hermit cũng hỏi thẳng về chuyện gia tộc Ecolot đang dính líu đến việc buôn lậu quái vật cho quý tộc Era. Ngay lập tức thần Ecolot đã chối bỏ tất cả mặc cho những đệ tử của Hermit theo dõi khắp nơi. Tại căn cứ tộc Hestera, Wiene vô tình nghe được Lily nói rằng sẽ không thể chứa cô bé thêm một ngày nào nữa. Dường như những nguy hiểm đang đến gần với họ. Wiene bật khóc khi mà nghe những lời này và rời khỏi đó. Cô bé bước đi nhưng mà miệng vẫn gọi tên của Bell. Cô bé quái vật trong lúc cứu một bé gái thoát khỏi nguy hiểm thì vô tình hiện nguyên hình khiến cho mọi người trên phố hốt hoảng. Họ tấn công bằng cách ném đồ vào người của Wiene khiến cho cô bé đau đớn. Bell thấy được liền bỏ mặc lời khuyên của Will xông thẳng vào nhưng mà may mắn thay Lily đã kịp thời hóa thành yêu tinh để cứu cô bé thoát khỏi đó an toàn giúp cho tộc Hestia thoát một kiếp nạn. Khi mà Wiene vô tình nghe được bản thân sắp phải rời xa Bell thì cô bé đã bật khóc nức nở khiến cho mọi người có mặt đều thấy xót trong lòng. Tập 3. Chị cố vấn Anna đang gặp phải khó khăn khi mà tất cả mọi người đều phẫn nộ khi đột nhiên một con quái vật xuất hiện trên phố. Ngay lập tức, hội trưởng Gui đã triệu tập cô đến văn phòng và gửi một bức tối mật cho Bell, một sứ mệnh tuyệt mật từ Gui giao đến cho gia tộc Hestia. Ở sứ mệnh này, Bell và gia tộc Hestia không thể từ chối vì đây chính là nhiệm vụ từ người thành lập ra Gui, đó là thần Uranus. Thông thường những sứ mệnh này sẽ được giao cho các gia tộc hùng mạnh nhưng mà chị Anna vẫn không thể hiểu nổi vì sao lần này lại giao cho tộc Hestia. Dù mọi người có vẻ rất lo lắng vì họ sẽ phải đi thẳng đến tầng 20 của Hồng Ngọc Rivia, nơi mà tất cả mọi người bạn của Bell vẫn chưa từng đặt chân đến. Điều này khiến cho cậu nhóc tân binh rất hối hận vì cậu muốn bảo vệ Wiene mà để mọi người vướng vào nguy hiểm. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn vui vẻ và nhận lời hỗ trợ Bell dù có nguy hiểm thế nào đi nữa. Cả nhóm bạn của Bell cũng tạm biệt nữ thần lên đường đến Hầm Ngục. Hestia cũng đã nhận ra tin nhắn bằng thánh tự là do Freyr viết trong nhiệm vụ đi đến nơi hẹn. Nhóm của Bell rất khó khăn vì các quái vật hung mạnh. Họ vừa đánh vừa chạy lên tầng trên vì thời gian cho nhiệm vụ lần này chỉ có một ngày. Nữ thần Hestia được Freyr dắt đến một mê cung huyền bí, tại đó cô ấy gặp được thần Uranus. Do có chuẩn bị kiếm phép từ trước nên là Lily dễ dàng quét tan đám quái vật hung ác tại tầng 20. Tất cả mọi người quyết tâm sẽ bảo vệ Wiene bằng mọi giá. Tiếp đó, cô bé quái vật đã nghe được một bài hát bí ẩn sau hòn đá. Will tiến đến phá hủy nó thì một lối đi hiện ra. Phía bên trong, vô số quái vật hùng mạnh có vũ trang bao vây lấy tất cả mọi người. Dù tình thế cực kỳ nguy hiểm nhưng mà tất cả mọi người vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ cho Wiene. Will tập trung kỹ năng Argonaut tung ra một đòn chí mạng thẳng vào mặt tên thằng lằn. Nhưng mà cậu lại hoang mang tột độ khi mà lũ quái vật bật cười. Một nữ quái vật đi đến nói rằng họ đã gặp được Bell và Will vào ngày hôm trước và trận chiến vừa rồi chỉ là một màn thử lòng với con người. Vì tất cả những quái vật tại khu định cư bí mật này đều biết nói và có trí thông minh, thần Uranus chính là người bảo vệ họ tại nơi này. Ông ấy do biết được gia tộc Hestia cũng bảo vệ cho Wiene nên mới giao nhiệm vụ sứ mệnh lần này cho bọn họ. Bell dù rất sợ sệt nhưng mà vẫn cố lấy hết can đảm để bắt tay với người thằng lằn. Những quái vật có trí tuệ được gọi là những kẻ dị đoan Xenos, đó là cái tên mà thần Uranus đặt cho bọn họ. Và gia tộc Hestia sẽ là cầu nối để nhân loại và quái vật có thể chung sống hòa hợp với nhau. Tập 4. Những người trong nhóm của Bell được các quái vật tại đó đãi tiệc linh đình. Họ còn không biết được đây là thật hay là mơ. Mà mấy cái con quái vật này hình như nó cũng mê gái giống tôi hay sao á, toàn mê nước gái đẹp mà thôi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì một tên quái vật tên là Gross nói rằng không thể tin tưởng vào con người được. Nhưng người thằng lằn Flick vẫn tin rằng Bell và các bạn của cậu ấy sẽ không làm hại Wiener. Nữ thần Hestia vẫn kiên quyết cho rằng việc con người và quái vật không thể sống cùng với nhau nhưng mà thần Uranus biết rõ về Xenos. Họ chỉ khao khát được sống trên mặt đất và tìm hiểu về con người chứ không hề muốn tấn công họ. Do có trí tuệ nên là Xenos cũng đã bị lũ quái vật khác tấn công. Thần Uranus nhấn mạnh rằng việc ông ấy muốn làm chính là để nhóm của Bell sẽ đứng ra bảo vệ sinh mạng của quái vật và tạo cầu nối cho Xenos được sống tự do trên mặt đất. Tiếp đó, nhóm của Bell đã gặp được hiền giả Freyr, người liên lạc trung gian giữa thần Uranus và Xenos. Mà nói chính xác hơn thì ông này từng là người nhà máy bạn, chứ giờ chỉ còn xương mà thôi. Bell biết được ước muốn của họ là khao khát được sống trên mặt đất trong hòa bình với con người. Flick thì chưa bao giờ thấy được mặt trời dù chỉ là một lần. Ray thì luôn ao ước được sải cánh tung bay trong một bầu trời rộng lớn đầy gió. Nhưng đó chỉ là ước mơ của họ vì ở hầm ngục hay là trên mặt đất thì cả quái vật và con người đều xem họ là kẻ khác thường. Nhưng hiện tại họ đã rất vui khi mà Bell và nhóm bạn của cậu là những người đầu tiên công nhận quyền được sống của họ. Nữ thần Hestia cũng đã biết được Xenos được tạo ra từ mẹ Drugeor. Giống như con người, những quái vật chết đi sẽ được đầu thai chuyển kiếp trở thành những quái vật có trí tuệ Xenos.
Sau muôn vạn kiếp luân hồi thì những ham muốn và hối tiếc tích tụ dần thay đổi cả linh hồn quái vật. Trước khi chia tay Bell, người thần lằn đã nuốt một viên ma thạch của quái vật mà anh ấy giết được khi chúng cố tiêu diệt anh ấy. Flick cũng dặn dò Bell hãy ra tay tiêu diệt lũ quái vật ở Trungeon vì chúng không hề giống với những người ở cộng đồng Xenos. Và nếu do dự thì có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm. Quena khóc nức lên khi biết sắp phải rời xa Bell dù cô bé không muốn điều đó nhưng mà hiện tại họ không thể sống trên mặt đất được. Bell chưa đi được bao lâu thì tại nơi định cư bí mật đã bị nhóm mạo hiểm giả Dis tấn công. Chúng sẵn sàng ra tay giết chết họ không một chút do dự. Một cuộc đi săn Xenos chính thức được hắn ta phát động. Tập 5. Xenos cố gắng hết sức để chống trả nhưng mà sức mạnh của những nhà mạo hiểm giả thuộc tộc Ikaros không phải là tầm thường, đặc biệt là đội trưởng Dis của họ. Quena vô cùng đau lòng khi mà những người bạn của cô bé đều bị đánh trọng thương. Cô bé cũng không thể thoát được khi mà rơi vào tầm ngắm của Dis. Trong bữa ăn cùng mọi người, linh tính của Bell mách bảo cậu quay lại Dungeon. Nhưng quái vật Xenos đang bị bọn mạo hiểm giả đùa vui trên cơ thể khiến họ đau đớn đến mức tự sát để bảo vệ danh dự của mình. Dis cũng đã ra tay sát hại một quái vật khiến cho Rod tức giận vì tận mắt thấy đồng bào của mình nằm xuống dưới tay của con người. Bell cũng đang tiến thẳng vào Dungeon nhưng mà khi ra tay giết quái vật cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng lúc đó thì ai đã xuất hiện. Phía bên này thần Oronoth không thể liên hệ với Xenos được nữa. Vì Groth đã phá hủy đi tinh thể liên lạc với Phil, viết hiện tại không thể ngăn cản được bạn của mình nhưng mà anh ấy vẫn quyết sẽ ra tay giết sạch con người. Vì Groth đã chứng kiến đồng bào bị sát hại ngay trước mắt nên là liền dẫn quân đi tấn công con người. Một đội quân quái vật nhắm thẳng đến nhóm mạo hiểm giả bên dưới Dugon khiến cho Groth phải ra nhiệm vụ sứ mệnh khẩn cấp cho toàn bộ gia tộc. Tại tầng 18, thị trấn Rivera đã bị quái vật tấn công. Groth đã ra chỉ thị cấm tất cả mọi người bao gồm các nhà mạo hiểm giả không được vào Dugon trong thời điểm này. Thần Onus cũng ra lệnh cho Phil đưa Bell vào nhiệm vụ sứ mệnh khẩn cấp lần này cùng với gia tộc Ganesha để xem thử rằng cậu nhóc tân binh này có phải là con rối của thần linh hay là một anh hùng thật sự. Gia tộc Loki rất tức tối khi họ không thể tham gia vào nhiệm vụ lần này. Thần Ikalos thì rất phấn khích khi mà Dis đã làm xáo trộn mọi thứ khi cố buông lậu quái vật. Thần Hermes cũng vô cùng lo lắng khi mà cậu nhóc tân binh ngày càng lún sâu vào những rắc rối. Anh ấy cũng đã cử Afri gọi thêm Aisa đi cùng đến tầng 18 để bảo vệ cho Bell. Ryu cũng được mời tham gia vào chuyện này vì có thông tin gia tộc Ikaros đang khuấy động mọi thứ. Tại lối ra hầm ngục Trogon thì gia tộc Ganesha đã được tập trung đông đủ chuẩn bị đẩy lùi cuộc đàn áp của quái vật. Tập 6. Rod cũng bắt được một kẻ từng sát hại đồng bào của anh ấy và biết được thông tin nơi giam giữ họ. Đội quân của thần Ganesha cũng đã được ra lệnh không được giết Xenos mà chỉ khống chế họ thôi. Rick cũng đã quyết lao ra ứng chiến với những người mạo hiểm giả để bảo vệ đồng bào của anh ấy. Chiru và Aisa cũng tham gia vào trận chiến không một chút do dự. Bell cũng đã được gặp người thằng lằn Flick vội lao ra phía ngoài trận chiến. Thời đó, Bell biết được lý do họ tấn công thị trấn Rivera là vì đồng bào của anh ấy đã bị bọn buôn lậu thuộc tộc Ikalos giết hại. Flick đã cố nói lý lẽ với con người nhưng mà tất cả đều vô dụng vì bản thân anh ấy chỉ là loài quái vật trong mắt con người. Bell hiện tại rất muốn tham gia cùng Flick để giải cứu Wiene và những Xenos đang bị buôn lậu bắt giữ nhưng mà anh ấy đã ngăn cản. Đúng lúc đó thì chị Ryu đã có mặt bảo vệ cho Bell. Cô cũng biết được một gia tộc thuộc phe ác thần hắc ám Avilos đang nhúng tay vào việc này nên là cô đã sớm chuẩn bị cho cậu một số vật dụng và mong rằng nó sẽ giúp ích cho cậu ấy. Rod và Lick đang tìm đến được cánh cổng của bọn buôn lậu. Bất ngờ thầy Dis đã ra lệnh cho đàn em mở cửa nhằm bắt tất cả họ. Bell trên đường đi đã gặp được Freel. Con mắt trong túi đồ của chị Ryu phát huy tác dụng. Một cánh cửa được phát hiện đưa họ đến một căn hầm bí mật do con người tạo ra. Freel nói rằng nơi này chính là con đường để đưa các Xenos bị bắt được lên phố Daedalus để buôn lậu. Đội quân của Lick cũng đang tiến thẳng vào nhà lao nơi giam giữ Wiener và đồng bào của anh ấy. Bell và Phil cũng kịp thời có mặt. Dis xuất hiện và nói rằng hắn chính là hậu vệ của người mang huyết thống Daedalus. Vào một khoảng thiên niên kỷ trước khi mà các vị thần lần đầu tiên hạ phàm, thần Uranus chính là người đầu tiên ban phước lành cho con dân của mình. Một trong số đó là Daedalus, người đã ra sức xây dựng các công trình của 102 và nhận được nhiều lời khen từ các vị thần. Nhưng sau khi nhìn lại công trình mê cung dưới hầm ngục Trungeon thì ông ấy đã hoàn toàn mất trí. Sau đó, ông ấy đã biệt tích và tiếp tục xây dựng một thứ vượt xa cái hầm ngục Dugon, đó chính là mê cung nhân tạo Nosso, nơi mà Bell đang đứng chính là tuyệt tác của ông ấy. Việc họ buôn bán quái vật Xenos chính là nguồn thu để huyết thống Daedalus tiếp tục xây dựng Nosso theo di nguyện của người đứng đầu. Ngay lập tức, Dis dùng chiêu thức thôi miên đặc trưng của Daedalus để khiến cho các Xenos trở nên điên loạn. Bell cũng đã bảo vệ Bell thoát khỏi đòn thôi miên này. Cách duy nhất để giải trừ thôi miên là hạ gục Dis. Nhưng mà Bell thấy vô cùng lo lắng khi cậu sắp phải đối đầu với nhà mạo hiểm giả cấp độ 5. Nhưng vì tính mạng của Wiener và các Xenos đang gặp nguy hiểm nên là cậu cũng dùng hết sức mạnh lao tới. Một con quái vật cực kỳ hùng mạnh đang tiến ra khỏi hang ổ của chúng. Tập 7. Với sức mạnh của nhà mạo hiểm cấp độ 5 thì Dis đã ra sức áp đảo Bell hoàn toàn. Đội quân của Ganesha cũng đã bắt hết các Xenos phía bên ngoài, chỉ còn Ray là người cuối cùng.
Ngay lúc đó thì đoàn trưởng của gia tộc Ganesha bị một con quái vật hung mạnh tấn công khiến cô ấy bị thương nghiêm trọng. Bell còn biết được là Dick đã bắt những tên quái vật biết nói để buôn bán, ngoài ra hắn còn tra tấn họ nhằm thỏa mãn cái dòng máu bị nguyền rủa của Daedalus. Vì những người mang dòng máu này sẽ phải tiếp tục xây dựng Malcolm Nosot, nếu không sẽ chịu nhiều đau đớn. Nhưng việc chứng kiến lũ quái vật Xenos khóc lóc van xin khiến hắn ta cảm thấy thỏa mãn. Phía bên ngoài, Jairo cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với một con quái vật hùng mạnh Astaroth. Trong lúc tưởng chừng sẽ đối mặt với cái chết, nhưng nó đã bỏ đi tha mạng cho chị ấy. Bell vẫn một mực cho rằng những người Xenos không hề khác con người. Dù bị thương rất nghiêm trọng nhưng mà cậu vẫn quyết lao đến bảo vệ Wiena. Nhưng Dick đã gỡ viên đá phong ấn sức mạnh của cô bé quái vật khiến thứ sức mạnh thực sự của Lyvora trỗi dậy. Một cơ thể to lớn và dữ tợn khiến cho Wiena không còn là chính mình. Liên tục những đòn tấn công cực mạnh nhắm thẳng đến người của Bell khiến cậu ấy bị thương nghiêm trọng. Dù vậy nhưng cậu vẫn đứng ra để giúp cô bé có thể tự chủ bản thân. Những ký ức hạnh phúc của Wiena xuất hiện khi cô bé bật khóc và đau đầu dữ dội. Dick tức giận lao đến tấn công Bell liên tục đến khi mà vũ khí hắn bị phá hủy hoàn toàn. Cô ấy đang rất quyết tâm là sẽ cứu lấy những người cần được cứu và không cần biết họ là người hay là quái vật. Câu nói đó đã khiến cho Nick nổi điên lên tấn công áp đảo dồn dập vào Bell và định giết chết cậu thì Flip tung nhát chém vào người của hắn. Câu nói của Bell đã hóa giải toàn bộ lời nguyền cho tất cả các Xenos đang có mặt. Những tên buôn lậu cũng nhận phải một bài học thích đáng với tội ác của chúng. Bell và Nick liên kết tấn công khiến cho Nick bị thương nghiêm trọng. Trong lúc nguy hiểm nhất đối với hắn thì suýt chút nữa viên đá phong ấn của Wiener bị ném đi, nhưng mà Bell đã nhanh chân giành lại được. Cô bé quái vật bị đòn thôi miên vô tận từ Dick khiến cô ấy bị mất tự chủ một lần nữa, xông thẳng lên đất liền và hắn cũng nhanh chân trùng mất. Do lo lắng cho Wiener nên là Bell liền đuổi theo cô ấy. Liz và Grog cũng quyết tâm xông thẳng lên mặt đất để giúp đỡ cho Bell bất chấp tính mạng của mình. Fel cũng đã chữa lành cho con nhóc tân binh để cậu ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh của bản thân. Nhóm của nữ thần Hera đang tìm thông tin trên phố Daedalus thì phát hiện được Wiener. Bell cũng có mặt kịp thời bảo vệ cho Haruhim khỏi nguy hiểm. Đột nhiên, một mũi giáo từ gia tộc Loki khiến cho Bell cảm thấy hoảng sợ, nhưng cơ thể cậu ấy vẫn đi đến đứng trước Wiener bảo vệ cho cô bé. Tập 8. Dick trong lúc ẩn nấp thề rằng sẽ giết chết Bell và các Xenos thì đột nhiên con quái vật hùng mạnh với đôi mắt đỏ rực của máu tung đòn giết chết hắn ngay lập tức. Tất cả mọi người đều không hề biết rõ trong lòng Bell đang nghĩ gì khi mà cậu ấy tung đòn về hướng gia tộc Loki. Cậu run rẩy hét lớn lên trước mặt mọi người rằng Vora chính là do cậu săn được, không ai được động vào. Trưởng tộc Loki là Finn cũng ra lệnh toàn đội đuổi theo bắt sống Wiener trừ ai phải ở lại. Bell và Thione cũng dễ dàng hạ gục Groth và Lid chỉ với vài đòn cơ bản. Phil liền sử dụng sức mạnh chiêu hồi một con golem khổng lồ để cầm chân bọn họ, nhưng mà chỉ với một đòn của Thione thì nó đã bị tiêu diệt. Sức mạnh ghê gớm từ gia tộc Loki khiến cho ma pháp sư Phil phải khiếp sợ. Varek cũng đã tìm đến vị thần Ikalos đưa máy đi vì ông ấy có liên quan trực tiếp đến việc này. Thần Hermes cũng nhờ Phil hỗ trợ Bell trong tình thế nguy hiểm này. Đột nhiên, quái vật hùng mạnh nhất của Xenos là Astaroth xuất hiện. Tiếng gầm của anh ấy khiến cho Haruhim và Lily ngất xỉu ngay lập tức. Với thân thể và sức mạnh của một Minotaur cao hơn 2m thì những người thuộc gia tộc Loki không phải là đối thủ của anh ấy. Một đòn tấn công với năng lượng to lớn khiến họ bị tê liệt hoàn toàn. Nhận thấy đồng đội đang gặp nguy hiểm, Finn ra lệnh cho ai bắt sống nó. Cô lao đến tung ý chém trong nháy mắt thành công lấy đi cánh tay của Astaroth. Sức mạnh của công chúa kiếm liên tục áp đảo nó, nhưng mà cuộc chiến có vẻ ngang tài và Ice bắt đầu rung tay vì kiệt sức. Gareth và Finn cũng ra sức yểm trợ. Toàn bộ đội hình mạnh nhất gia tộc Loki đã ra trận, nhưng mà Luna đã nhận được lệnh từ Hermes là ra tay quăng bom khói giải cứu Astaroth thành công trốn thoát cùng với các Xenos khác. Phía bên này, Bell cố hết sức đuổi theo Wiener nhưng mà không thể ngăn cản. Cậu tấn công vào con người để bảo vệ cô ấy. Đúng lúc đó, những người bí ẩn tại quảng trường dùng phép thuật kích điện giúp cho Wiener tỉnh lại, nhưng mà tên thuộc hạ của Dick đứng từ xa nhân cơ hội đó phóng một mũi giáo đâm vào người của Wiener. Mặt đất cũng đã đổ sập xuống một mê cung. Bell vô cùng đau lòng khi cô bé đáng yêu đã bị giết chết ngay trước mắt cậu. Hình ảnh vui vẻ của họ hiện lên trong tiềm thức khiến cậu ấy dường như gục ngã. Đúng lúc đó, ma pháp sư Phil đi đến dùng khả năng của bản thân xin làm trái thiên pháp để hồi sinh cô bé Wiener từ cõi chết trở về. Một ánh sáng xanh rực rỡ cả bầu trời khiến cho những người ở đó đều bị hóa đá. Hóa lộn, một ánh sáng xanh rực rỡ cả bầu trời khiến cho những vị thần không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng, Wiener cũng đã trở lại với niềm hạnh phúc vô tận của Bell. Tập 9. Thần Ikalos cũng đã bị trục xuất khỏi Oroiro giúp cho mọi chuyện lắng xuống. Gia tộc của ông ấy cũng nhận lấy toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng điều cấp bách là những người Xenos chưa thể quay về Rugeon vì gia tộc Loki đang truy lùng gắt gao. Bell cũng nhận phải sự phẫn nộ từ người dân trong thành phố khi mà ra tay bảo vệ quái vật. Chính bản thân Bell đã đưa ra quyết định cứu Wiener nên giờ cậu sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Thần Hermes tìm đến và yêu cầu cậu ấy giải cứu cho những Xenos đang mắc kẹt tại thành phố ngầm Daedalus. Hiện mọi người đang lẩn trốn khắp nơi nhưng mà vẫn chưa có tung tích. Khi đi tìm kiếm cùng nữ thần thì Bell đã bị người dân mắng chửi thầm tệ, những ánh mắt căm ghét nhắm thẳng vào cậu ấy. Ai cũng không còn quan tâm đến Bell sau chuyện cậu ấy bảo vệ quái vật.
Dù cậu nhóc tân binh bị mọi người quay lưng với cậu, nhưng mà Sid vẫn giữ trọn tình yêu của chị ấy dành cho Bell. Chị ấy cũng động viên cậu ấy là vẫn tin với quyết định của mình. Dù rằng gia tộc Loki đang chặn tất cả những đường vào đại Mekong Nosot, nhưng mà thần Hermes đã có bản thiết kế của Mekong này trong hồi ký của Daedalus. Thần Mias, Hestia và Thak cũng quyết tâm đứng lên giải cứu các Xenos cùng gia tộc Hestia. Will ủng hộ Bell về việc đưa những người Xenos quay về đại Mekong Nosot an toàn. Anh ấy cũng chuẩn bị 4 thanh ma kiếm đầy uy lực để hỗ trợ cậu trong sứ mệnh này. Những vật dụng cần thiết được mọi người chuẩn bị kỹ càng trước khi tham gia vào kế hoạch điên rồ này. Fail đã yêu cầu mọi người trong Xenos hãy đến Mekong Nosot và qua được cánh cửa là họ sẽ được an toàn vì hai chìa khóa duy nhất đang nằm trong tay ông ấy. Mọi người cũng vô cùng vui vẻ khi mà liên lạc được với Bell thông qua hòn đá ma thuật. Có tổng cộng 6 lối vào Nosot, nhưng mà hiện tại họ chỉ có thông tin về 4 cánh cửa bí ẩn. Finn cũng đã ra lệnh cho toàn gia tộc Loki quyết chặn đường rút lui và tiêu diệt toàn bộ Xenos. Còn Minotaur đang Asteroth được xem là mục tiêu ưu tiên cần phải diệt trong lần xuất kích này. Thần Hermes tin rằng việc sở hữu nhiều loại trang bị mà thuật sẽ giúp cho cậu giành chiến thắng trước gia tộc Loki. Tập 10. Bell trên đường đi thì bị Ice bám theo, nhưng mà chị Nyssa đã xuất hiện theo chỉ thị của thần Mias đến giúp cho cậu. Aisha và Ryu cũng có mặt để hỗ trợ cho Bell. Gặp các bà nội mê gái này khoái cậu nhóc tân binh gần chết liền ôm thằng nhỏ. Ice chứng kiến toàn bộ suy nghĩ hỏng lẽ là cha nội này bắt cá nhiều tay hay sao mà gái bu hết cô này đến cô gái về trời. Chị Anna cũng có mặt tại đó khiến cho Ice không còn nghi ngờ gì nữa. Will và Mias cũng có mặt tại điểm hẹn để đưa các Xenos ra khỏi cống ngầm. Tiếng hét thất thanh của Liz khiến cho mọi người chú ý. Astralis cũng đã nghe thấy tiếng gọi của đồng bào anh ấy nên đã tỉnh dậy. Nữ thần Frieza cũng ra lệnh cho Ostra tham gia vào vụ lộn xộn này. Lily hóa thân thành một con quái vật để đánh lạc hướng những người canh gác. Thần Hermes dặn dò Aina đeo chiếc vòng phép thuật cho Bell nhưng mà bảo quên mất việc quan trọng này. Chinaza cũng thành công khiến cho đội quân canh gác bị ảo giác, nhưng mà Ice vẫn cảm nhận được Bell. Chiryu đứng ra thách đấu với công chúa kiếm để câu giờ cho cậu ấy. Lily cũng biến hình thành Finn để giúp cho nữ thần Hera thực hiện đúng kế hoạch trước đó. Bốn cửa có đội canh gác của gia tộc Loki bị phát hiện nên là chỉ có cánh cổng phía tây là an toàn nhất. Finn cũng đã phát hiện ra vị trí cánh cửa mà các Xenos đang tiến đến. Những người lính canh cũng chạm trán với họ, nhưng mà dưới sự giúp sức từ gia tộc Hera nên họ dễ dàng vượt qua chúng. Nhưng mà Quaritch đã lao đến chặn đường của Liz. Ma kiếm của Will giúp họ thành công vượt qua ông ấy dễ dàng, nhưng mà Wiene hiện đã lạc khỏi mọi người. Haruhim quyết ra tay để giúp cho cô bé an toàn. Bell nhận được tin liền tức tốc đi đến đó, nhưng mà Wiene đã bị Theona phát hiện tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm với cô bé. Tập 11. Cơ thể nhỏ nhắn của Wiene giúp cho cô bé thành công trốn thoát bằng đường cống. Bell cũng gặp Haruhim và đưa cô ấy trốn thoát khỏi Beta. Phía bên này, trận chiến Mikoto và Will đã bị thương nghiêm trọng khi mà đối đầu với Gareth. Theona lần theo dấu vết phát hiện ra Wiene đang nhắm vào một bé gái, nhưng mà bất ngờ thay hình ảnh của Bell giúp cô bé bỏ qua tất cả tổn thương mà con người từng gây ra để bảo vệ cho em gái ấy. Theona dù đã bắt được Wiene nhưng mà sau đó đã thả cô bé đi vì hành động cứu người vừa rồi. Cô ấy tin rằng Bell cũng đang làm một việc đúng đắn. Theo đó, Bell cũng đã gặp được Lily với tâm trạng mừng rỡ, nhưng chưa được bao lâu thì Bell đã đánh hơi tới. Haruhim búp tăng tốc cho Aisha để đối đầu với anh ấy câu giờ cho Bell thoát khỏi đó an toàn. Aisha cũng đã chặn đường Bell với quyết tâm giết chết quái vật cho bằng được. Bằng quyết tâm của mình, cậu ấy đã đứng ra chống lại người thầy từng dạy kiếm cho mình dù cho ăn đòn liên tục, nhưng mà cuối cùng cũng đã thoát khỏi Aisha. Aisha cũng đã được hỗ trợ từ Haruhim, nhưng mà cô vẫn không thể tiếp tục cầm chân Peter. Bell đã đưa cho Wiene đến nơi an toàn và tạm biệt cô bé lần cuối. Aisha đã tìm đến tấn công Bell liên tục, nhưng mà cậu vẫn cố hết sức cầm chân cô ấy. Wiene đã quyết định quay trở lại dù cho cô bé có thể chết, nhưng mà để báo đáp Bell, cô bé không hề do dự. Ngay lúc này đây, Aisha định ra tay giết chết Bell thì Wiene đã lao đến chặn lại. Cô bé vô cùng đau đớn khi phải tự tay bẻ gãy đi móng tay và cánh của mình để chứng minh việc muốn ở cạnh Bell dù có phải trả giá đắt như thế nào đi nữa. Ai cũng đã thấy được rằng Xenos không phải như các quái vật khác nên đã tha chết cho Wiene. Cô đã đưa cho Bell lọ thuốc để giúp hồi phục cho cô bé. Thần Hestia cũng đã thông báo cho Bell đưa Wiene về lại nhóm của mình bằng chìa khóa của Astarion. Trước khi chia tay, Wiene đã móc méo hứa với Bell rằng một ngày nào đó họ sẽ cùng sống chung một nhà. Nữ thần Hestia vô tình làm rơi quyển hồi ký của Daedalus và phát hiện ra một điều kinh hoàng. Tập 12. Astarion đằng đằng sát khí đi ngang qua mặt Ostra để hoàn thành ước mơ để được giao chiến cùng với Bell. Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy. Hermes cũng đã hoàn thành âm mưu của mình khi đã làm giả cuốn hồi ký của Daedalus. Vô số quái vật hung mạnh lao thẳng vào tấn công con người. Thần Hermes cũng yêu cầu nhóm Xenos cử ra 4 quái vật hung mạnh để chết thay cho Bell trở thành anh hùng. Gorok cũng đã xung phong hy sinh để bảo vệ cho đồng bào của mình trở về an toàn. Đó cũng là cách mà Hermes bảo vệ danh dự anh hùng của Bell trước toàn dân. Nhưng trong lúc đối mặt với cái chết, Bell đã cất vũ khí đi và nghe theo lời dặn của ông mình, cậu sẽ đi theo con đường mà bản thân tự chọn. Gorok dù rất cố gắng nhưng mà không thể ra tay giết hại ân nhân của mình được. Astralis đột nhiên xuất hiện lao đến tấn công Bell một cú cực mạnh. Cái đời của anh ấy đã mơ về một lần được giao chiến với một con người duy nhất, đó chính là Bell. Vì trong trận đại chiến của hai người họ tại tầng 9 trong kiếp trước khiến cho Astralis xem cậu là đối thủ duy nhất.
Đó cũng chính là con Minotaur được All-Star huấn luyện trước đó nhằm cho Bell chiến đấu. Sức mạnh to lớn của Astaroth khiến cho Bell bị áp đảo hoàn toàn. Những gia tộc khác cũng chia ra hỗ trợ ngăn chặn tộc Loki để Bell hoàn thành trận chiến trở thành anh hùng thật sự. All-Star, người mạnh nhất gia tộc Frieza, cũng đứng ra đối đầu với Finn, trưởng gia tộc Loki đã chặn anh ấy. Thần Hermes cuối cùng cũng đã chịu thua trước ý chí mà cậu ấy chọn về con đường của mình. Người dân cũng đứng ra cổ vũ hết mình cho Bell. Trong trận chiến, cậu nhóc tân binh này đã cố hết sức để giành chiến thắng. Liên tiếp những đòn hiểm hóc từ cả hai khiến trận đấu kịch tính hơn bao giờ hết. Trời cũng đã sáng, Bell và Astaroth quyết định tung đòn chí mạng vào đối phương. Sức mạnh thực sự của Astaroth lần này đã chiến thắng Bell hoàn toàn trong trận chiến này. Nhưng anh ấy cho rằng kết quả là hòa một đều vì kiếp trước Bell đã chiến thắng anh ấy. Horus cũng đã trở về an toàn cùng với dân tộc của mình. Người dân cũng tung hô Bell khi mà cậu ấy đã đánh đuổi được quái vật hung mạnh về lại Drungeon. Astaroth cũng đã quay về cùng với Xenos quyết luyện tập để mạnh mẽ hơn nữa trong lần đấu tiếp theo với đối thủ truyền kiếp của anh. Thần Hermes tới thăm thì liền bị nữ thần Hera đạp cho một cú cắm đầu. Bell đang đứng suy nghĩ thẫn thờ thì ai tìm đến. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu vẫn xin cô ấy dạy kiếm cho mình vì bản thân Bell hiện tại muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trong trận chiến quyết liệt của hai đối thủ truyền kiếp giữa Bell và Astaroth thì chiến thắng nghiêng về phía của Hark Minotaur. Nhưng dường như mọi thứ về trận quyết chiến cuối cùng vẫn chưa kết thúc tại đây. Astaroth đã hẹn Bell một ngày không xa cả hai sẽ phân thắng bại với nhau một lần nữa trong tương lai. Bên phía những đồng bào Xenos bị mắc kẹt trên mặt đất được các thành viên gia tàu Hestia hỗ trợ giải thoát khỏi móng vuốt của tộc Loki an toàn quay về hầm ngục. Thế nhưng, ước mơ của Xenos là được sống chung với con người vẫn còn dang dở. Không biết rằng Bell và những người đồng đội trong Hestia Familia có giúp cho người bạn quái vật của mình có thể sống trong thế giới mà họ mơ ước hay không. Không để cho mọi người chờ lâu nữa, cùng vào phim của ngày hôm nay. Tập 1. Sau trận đại chiến, hiền giả Fall đã đến gặp anh chàng tóc trắng Pale để nói với cậu ấy cách duy nhất để cho các Xenos có thể sống chung với con người trên mặt đất, chính là chinh phục tầng cuối cùng của hầm ngục. Nhưng hiện tại bản thân của cậu không hề biết được điều gì đang chờ đợi mình ở tầng cuối cùng của Togeo. Tiếp đó, khi Pale đến gặp chị cố vấn Anna đã được cô ấy đưa cho một thông báo mới từ hội mạo hiểm gửi tới cho Hestia Familia. Nhiệm vụ chính trong lần này là chinh phục lại các tầng đã hoàn thành trước đó và thu thập các vật phẩm được chỉ định. Nhưng Bell cho rằng đây là dịp để cậu tạo ra một cuộc phiển chinh quy mô lớn nhằm khám phá các tầng sâu hơn trong hầm ngục Dungeon. Thấy được sự nhiệt huyết từ các thành viên trong Familia của mình, nữ thần Hestia đã quyết định nhờ thêm sự trợ giúp từ thần Miafet thần Tech. Mikoto ngay lập tức đã tìm đến thần Tech để xin thêm viện trợ và được sự ủng hộ của ngài ấy. Oka và Chigusa sẽ được đề cử tham gia vào tổ đội viễn chinh của gia tộc Hestia. Lily tìm tới Miafet Familia để xin viện trợ và nhận được sự đồng ý của Daphne và Cassandra. Ngoài ra còn có sự giúp sức của Aisha, người trước đây từng thuộc Ishtar Familia ở khu đèn đỏ. Để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh sắp tới, Oka đã tìm đến World để đặt một món vũ khí mới mạnh mẽ hơn. Thần Tech ra sức tập luyện cho Mikoto và Chigusa những kỹ năng mới để phục vụ cho trận chiến sắp tới. Aisha thì tìm đến Harohim để dạy thêm một ma thuật mới cho cô nàng này. Pale nhà ta thì vẫn chăm chỉ bổ sung các kiến thức mới từ chị Aisha. Cậu tin rằng chỉ có đủ kiến thức thì mới có thể giúp cho đồng đội sống sót trong chuyến thám hiểm lần này. Còn bà thần Hestia thì đang tổ chức ăn nhậu với những vị thần khác trong liên minh. Dù gì cũng là nữ thần mà bà mắm này tối ngày ăn nhậu chả giúp được gì, coi có chán không chứ. Mà nói vậy thôi chứ Hestia là người buồn nhất luôn đó. Vì luật cấm không cho nữ thần vào Dungeon nên là bà mắm sẽ phải cô đơn trong một thời gian dài. Kiểu này chắc bà nhớ chồng Bell của bà đến chết mất. Sáng hôm sau, tất cả mọi người từ các Familia đồng minh đã tập trung đông đủ trước cửa nhà Hestia. À, bản dịch lần này nó dịch gia tộc là Familia, tụi mình có thể hiểu là gia tộc ha. Well là người đến muộn nhất do phải hoàn thành vũ khí mới cho Oka. Bell cũng nhận được một con dao găm tên là Hakugen, do được làm từ sừng của Unicorn nên là đặc tính của nó rất nhẹ và bền. Điều này rất phù hợp với kiểu chiến đấu của Bell. Sau khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, những vị thần không biết phải làm gì hơn ngoài những lời động viên gửi đến những đứa con trong gia tộc của mình. Dù biết rằng có vô số khó khăn và nguy hiểm đang chờ đón ở phía trước, nhưng tất cả mọi người vẫn lạc quan tiến bước vào thử thách trước mắt. Tập 2. Với tổ đội có hai thành viên đã đạt cấp 4 như Pearl và Aisha, thì các tầng tầm trung không phải là đối thủ của họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các quái vật xung quanh khu vực đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhóm chinh phạt hầm ngục quyết định là cắm trại ở tầng 24 trước khi bắt đầu tiến sâu vào hôm sau. Daphne lo lắng cho sự an toàn của Lily khi cô bé chỉ mới đạt cấp 1. Từ ngày mai, họ sẽ đặt chân đến tầng sâu trong Dungeon, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến. Do không ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến với họ nên là tất cả đều chuẩn bị tâm lý cho một kết cục xấu nhất. Cùng lúc đó, Cassandra đã nhận thấy điềm báo chẳng lành từ đám Rosen ở tầng tiếp theo nên đã cực kỳ sợ hãi. Dù vậy nhưng mà Chigusa vẫn tin rằng với sự hợp sức từ mọi người thì khó khăn cỡ nào đi nữa họ sẽ vượt qua được.
Ngay sáng hôm sau, cả nhóm viễn chinh đã tiến thẳng đến nơi được mệnh danh là Kinh Đô Nước tại tầng 25. Những thác nước đồ sộ này sẽ chạy thẳng đến tầng 27. Nếu có trượt chân té xuống dưới thì sẽ siêu thoát ngay lập tức, nên là mọi người phải hết sức cẩn thận. Mục tiêu lần này của nhóm chính là thu thập các vật phẩm theo chỉ định của hội mạo hiểm như là vỏ cua xanh, da rắn nước hoặc là răng nanh của cá phi cơ. Đi được một đoạn, hai con quái vật cua xanh đã từ đâu lao đến nộp mạng. Trận chiến đầu tiên tại tầng sâu cũng không quá khó khăn khi mà chưa đến một phút Bell đã tiện chúng lên đường. Dù vậy nhưng mà Aiza vẫn không quên dặn dò mọi người hãy cẩn thận không để rơi xuống nước, vì phía dưới dòng chảy xiết đó là muôn vàng quái vật đang trực chờ sâu xé con mồi của mình. Chưa kể, đi gần mép nước có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nữa. Vừa dứt câu là Haruhim đã suýt bị cá phi cơ đớp cho một phát. May mắn là Mikoto và chị Aiza đã nhanh tay cứu mạng chứ không là đăng xuất luôn rồi. Sau đó, Pearl thấy được một số loại san hô quý hiếm bên bờ đối diện nên là liền nhờ Mikoto và Pearl sang lấy giúp. Ai ngờ đến khi quay lại thì một con quái vật trong đá bất ngờ xuất hiện. Nhưng hiện tại Mikoto đã tiến bộ hơn trước rất nhiều nên là chỉ trong nháy mắt cô ấy đã hạ gục con quái vật và về bờ an toàn. Trong lúc mọi người đang vui vẻ về loại san hô quý này thì đột nhiên một nhà mạo hiểm giả bị thương xuất hiện cầu cứu. Phía sau anh ấy là một tên quái vật màu xanh to lớn. Nhận thấy rằng tính mạng của người đàn ông rơi vào nguy hiểm, Bell ngay lập tức lao đến ứng cứu. Nhưng tên quái vật này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám quái khi nãy. Dường như là nó có thể đọc được mọi chuyển động của anh chàng tóc trắng trong trận chiến. Chưa dừng lại ở đó, gã quái vật còn có thể sử dụng một kỹ năng diện rộng vô cùng nhanh chóng. Hàng loạt viên đạn từ cơ thể hắn bắn ra khắp nơi khiến cho Chigusa không may bị thương. Sau một lúc oanh tạc khu vực thì tên quái vật đã lẩn trốn vào bóng tối. Cơ thể của Chigusa và người đàn ông bị thương liền mọc ra những mầm cây. Kassara khi thấy được điều này đã vô cùng hoảng sợ, điềm báo về đám rơ xanh quấn lấy xác chết đã trở thành sự thật. Tập 3, tình hình càng tồi tệ hơn với Chigusa khi mà mọi người đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể ngăn chặn những mầm cây phát triển. Dường như nó đã bén rễ khắp cơ thể của cô ấy để hút sinh lực. Phép hồi phục và thuốc trị thương đã không thể phát huy tác dụng. Giờ đây chỉ còn cách là tiêu diệt được tên quái vật rêu mới có thể phá hủy các bản thể của hắn trên cơ thể những người bị thương. Trên đường lần theo vết máu của các nạn nhân, nhóm của Bell đã tìm được hang ổ của tên quái vật. Thế nhưng khi cậu và chị Aiza lao đến tấn công thì mới biết rằng bản thân đã rơi vào cái bẫy của hắn. Thứ ở trước mắt bọn họ chỉ là một con rối đánh lạc hướng mà thôi. Tên quái vật Rêu đã bất ngờ xuất hiện nhằm tấn công vào những cô gái trong nhóm. Không để điều đó xảy ra, Bell đã kịp thời ngăn chặn đòn tấn công của nó. Những quái vật khác gần đó đã bắt đầu tham gia vào trận chiến với nhóm viễn chinh, nhưng bọn chúng chỉ là đám tép Rêu nên là rất nhanh đã bị những thành viên khác hạ gục. Về phía Bell vẫn đang cố hết sức để chiến đấu với gã quái vật. Đòn hỏa cầu của cậu đã thành công đốt cháy cơ thể của hắn. Tưởng đâu anh chàng tóc trắng sẽ kết thúc trận đấu tại nơi này, nhưng bất ngờ cậu đã bị nó khống chế lôi xuống nước, rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Những người đồng đội còn lại không hề biết được sự sống chết của Bell thế nào, đành phải tạm rút về nơi an toàn. May mắn thay, sau cú rơi thập tử nhất sinh từ trên tháp cao mà Bell vẫn bình an vô sự. Thế nhưng hiện tại cậu đã đối mặt với một mối nguy hiểm mới khi chạm trán với một loại quái vật bay với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Anh chàng tóc trắng lúc này mới nhớ rằng trước khi tham gia viễn chinh thì chị Aina đã từng dặn dò cậu nên tránh xa bọn chúng vì rất ít người có thể sống sót khi đối đầu với bọn này. Do không thể nhìn rõ chúng nên là Bell chỉ còn cách lẩn trốn, nhưng tình hình ngày càng tồi tệ khi mà tính mạng của cậu đang bị đe dọa. Trong lúc sắp buông tay chịu chết thì cậu đã nghĩ đến những người đồng đội của mình, chính điều này đã tiếp thêm nghị lực cho Bell đứng ra chiến đấu với chúng. Cậu quyết tâm rằng bằng mọi giá bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng tốc độ của anh chàng tóc trắng đã theo kịp lũ quái vật bay. Cậu không thể tin rằng bản thân có thể sống sót sau trận chiến khó nhằn vừa qua. Trong lúc Bell đang đứng nghỉ mệt thì một cô gái người cá từ đâu xuất hiện vỗ tay chúc mừng khiến cậu ngơ ngác. Tập 4. Sau khi nghe cô người cá nói chuyện thì Bell biết rằng cô ấy tên là Maria, một thành viên của cộng đồng Xenos. Sẵn đây mình nhắc lại xíu nha, Xenos là một quần thể quái vật biết nói và có tình cảm giống với con người đó nghe. Quay lại phim nè, Maria thấy anh chàng tóc trắng bị thương liền dùng máu của mình để chữa lành cho cậu. Quả thật, máu của người cá là một vật phẩm chữa thương tốt nhất thế giới này. Phía khác, những thành viên còn lại trong nhóm viễn chinh đang rút lui về khu vực an toàn ở đầu tầng 25. Well và Aiza đã đứng ra tiêu diệt đám quái chặn đường để bảo vệ cho mọi người di chuyển an toàn. Thế nhưng họ không hề biết rằng tên quái vật Rêu đã âm thầm xây dựng một kế hoạch để đưa tất cả vào chỗ chết. Bell biết được rằng các Xenos đã di cư thẳng xuống các tầng sâu hơn để tránh các cuộc đụng độ với những nhà mạo hiểm. Lý do Mara bị kẹt tại tầng nơi này là vì tầng 27 trở xuống không hề có nước. Do không thể bay hay là đi bộ nên là cô gái người cá chỉ có thể ở lại nơi này chờ đợi mọi người. Cùng lúc đó, nhóm viễn chinh đang trên đường rút lui thì bất ngờ bị nhiều quái vật từ 8 hướng bao vây. Đứng sau vụ việc kỳ lạ này chính là gã quái vật tiến hóa khi trước. Hắn ta đã dẫn đầu tất cả các quái vật trong tầng này tổng tiến công nhằm chôn xác những nhà mạo hiểm. Maria sau khi nghe được chuyện anh chàng tóc trắng bị lạc khỏi nhóm viễn chinh liền rất lo lắng. Cô đã sử dụng tiếng hát của mình để xác định vị trí của gã quái vật tiến hóa.
Không chần chờ, Bell đã lập tức lên đường chạy thẳng đến đó. Tình hình của nhóm viễn chinh giờ đây vô cùng nguy hiểm, nếu bị đám quái vật bao vây thì cơ hội sống sót của bọn họ sẽ không còn nữa. Tất cả mọi người dù đã rất cố gắng nhưng mà số lượng đông đảo của chúng đã dồn họ vào đường cùng. Không còn cách nào khác, mọi người sẽ còn cách là quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Với cuộc tổng tấn công dồn dập của hàng trăm tên quái vật đã khiến cho đội hình nhóm viễn chinh bắt đầu đuối sức. Thế nhưng với mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước thì bấy nhiêu là chưa đủ để hạ gục tổ đội hùng mạnh này. Mikoto chứng tỏ khả năng kiếm thuật của mình cứu những người đồng đội trong giây phút quyết định. Chỉ với một đường kiếm quái vật cầu gai lao đến đã bị chẻ đôi trong nháy mắt. Cassandra chung sức hỗ trợ đồng đội bằng cách là dùng phép thuật chữa thương cho mọi người. Aisha giờ đây đã công nhận rằng tổ đội của Bell không phải là những người yếu đuối như cô nghĩ. Từng người trong nhóm đều có một thế mạnh riêng dù cho chỉ huy của họ không có mặt ở bên cạnh. Khi mọi người đã đến được vị trí an toàn tránh xa nguồn nước thì đây chính là lúc để phản công. Wow, với sở trường sử dụng kiếm phép để tiêu diệt không ít quái vật bằng ngọn lửa hủy diệt. Thế nhưng nơi họ đang đứng lại chính là cái bẫy mà gã quái vật đã chuẩn bị. Aisha liền thiết lập tổ đội phòng thủ bảo vệ những người còn lại. Đây chính là lúc Haruhin tung ra ma thuật siêu cấp của mình cho cuộc chiến sống còn này. Tập 5. Vào hôm trước khi cuộc viễn chinh diễn ra, Aisha đã đem đến cho Haruhin một ma đạo thư vô cùng quý giá. Nó là vật phẩm tiện lợi giúp người đầu tiên học có thể thức tỉnh một ma thuật mới và người sử dụng ma đạo thư không hề biết được chính xác ma thuật mới đó thuộc loại nào. Quay lại với trận chiến, nữ hồ ly Haruhin đã sử dụng chiêu thức mới của mình. Do kỹ năng này cần một khoảng thời gian để niệm chú nên là những người trong đội tiên phong sẽ thiết lập rào chắn bảo vệ cho cô ấy. Thực chất, kỹ năng này chính là một ma pháp bóp sức mạnh. Sau khi niệm phép, Haruhin đã thành công triệu hồi vị vua của Cổ Vĩ. Chắc nhỏ này là hậu bối của Kurama đó mà. Ngay khi nhận được sức mạnh từ Haruhin, những người được ban phước lành cảm thấy dồi dào năng lượng. Dù chỉ vung nhẹ vũ khí thôi cũng đủ để hạ gục được đám quái đang tiến đến. Nữ hồ ly ngất đi ngay sau khi dùng phép do mất quá nhiều năng lượng để triệu hồi ma pháp này. Aisha nhận ra rằng dù những người trong nhóm tiên phong đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng cứ chiến đấu như thế thì thể lực của mọi người sẽ đi xuống. Đấy là còn chưa kể khi tên quái vật Rêu tiến hóa vẫn còn chưa tham gia vào cuộc chiến. Sau một lúc quan sát hành động của gã yêu quái Rêu thì Aisha nhận ra rằng hắn đang nhặt những viên đá ma thuật rơi ra từ đám quái bị hạ để hấp thụ chúng. Thực chất, trận chiến của nhóm viễn chinh với đám quái nhỏ ở tầng này chỉ là một cái bẫy mà tên yêu quái Rêu tạo ra. Sau khi nốc một lượng lớn đá ma thuật thì cơ thể của gã quái vật đã tiến hóa lên thêm một bậc. Sức mạnh và hình dáng to lớn của hắn đã hơn trước rất nhiều nên là việc đối đầu với một mạo hiểm giả cấp 4 như Aisha là điều đơn giản với hắn. Tình thế càng trở nên nguy hiểm khi mà người cấp cao nhất trong nhóm đã bị cấy những hạt giống vào người. Tuyệt vọng trong chất tuyệt vọng khi mà Well sử dụng đến hỏa kiếm phép cũng không thể nào đả thương được hắn ta. Cassandra nhận ra rằng gã yêu quái đã sử dụng loại vải kháng hỏa ma pháp được lấy từ những nhà mạo hiểm giả đã chết dưới tay hắn để làm áo giáp. Suốt một thời gian dài, giao tranh với đám quái vật đã khiến cho mọi người ngày càng tuyệt vọng. Nhận thấy không còn cách nào khác ngoài chiến đấu nên là Lily đã đứng lên động viên tất cả mọi người. Cô bé quyết rằng bản thân sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để không phụ lòng những gì mà Pell đã làm. Đúng lúc đó, Pell đột nhiên xuất hiện như một anh hùng mắt trước mắt cô bé. Với hỏa ma pháp, cậu đã khiến cho gã quái vật Rêu phải tỏ ra dè chừng. Do đã từng chiến đấu với đám quái vật bay tại tầng 25 nên là giờ đây tốc độ bắn hạt giống của hắn đã không thể qua mắt được cậu. Còn khi nói về sức mạnh của tên này thì chắc chắn hắn còn thua xa người mà Bell từng đại chiến. Người đó chính là Hắc Minotaur Astarios, người hùng mạnh nhất cộng đồng Xenos. Chính vì lý do đó nên là cậu đã không cho phép bản thân bỏ cuộc dù đối thủ trước mắt có là thứ gì đi nữa. Để kết thúc trận chiến này nhanh chóng, Bell đã dùng hỏa ma pháp lên trên dao găm của mình. Chiêu thức này được cậu đặt tên theo danh hiệu của nữ thần Hestia. Nó được mang tên là Vesta, ngọn lửa vĩnh hằng. Thấy gã quái vật đang định bỏ trốn nên là Well đã dùng kiếm phép đóng băng cả mặt hồ khiến cho hắn không còn đường lui. Chỉ đợi có thể, Bell tung nhát chém duy nhất thẳng vào cơ thể của tên quái vật khiến hắn tan thành tro bụi. Những bản thể Rêu bám trên những người khác đã biến mất khi mà vật chủ bị tiêu diệt. Sau tất cả, mọi người đều rất vui mừng khi gặp lại người đội trưởng đáng quý của mình. Tập 6. Bell và nhóm viễn chinh đã quay về khu vực an toàn tại tầng 18 sau khi trận chiến thảm khốc với gã quái vật tiến hóa kết thúc. Trong khi đó, tại thần giới, cuộc họp Thanatos đã được diễn ra. Đây chính là cuộc họp truyền thống của các vị thần để vinh danh những mạo hiểm giả xuất sắc. Tại đây, họ sẽ thảo luận với nhau một cái tên để đặt bí danh mới cho từng người. Hetera Formula là cái tên được quan tâm nhất lúc này vì có đến hai đại diện được vinh danh, đó là Well và Pell. Riêng về bí danh mới của anh chàng tóc trắng thì đã nhận được sự bàn luận sôi nổi của các vị thần. Đặc biệt, cậu ta còn được nữ thần sắc đẹp Freya để mắt đến. Cô ta đã đặt bí danh mới cho Pell là Vanadis. Cái tên này tượng trưng cho vị hôn thê của cô ấy. Hestia nghe tới đây là sôi máu lên liền, dù gì thì Bell cũng là cục cưng của bả mà đòi cưới là sao. Thấy không khí đang trở nên cao trào thì những vị thần khác đã góp ý thêm vài bí danh khác, mà toàn ba cái xàm xàm nên là Hestia đã tỏ ra cay cú. May mà có thần Tech K
can lại, chứ không là bà đọc hết mấy cái đứa góp ý tào lao rồi. Cuối cùng thì là tôi kết thúc và thống nhất với bí danh mới của Pearl là Private Fur, có nghĩa là chân thỏ, ý nói rằng là cậu ấy có đôi chân nhanh nhẹn hơn bất cứ ai. Quay lại với những mạo hiểm giả bị thương được cứu bởi nhóm viễn chinh của Pearl thì họ đã dần bình phục. Dù rằng những bộ phận cơ thể đã bị mất đi không thể phục hồi lại được, nhưng mà họ vẫn cảm ơn cậu Rorik về ơn cứu mạng. Ngoài ra anh chàng tên là Blurik đã nói rằng nhất định một ngày nào đó anh ta sẽ đền ơn cho Pearl. Cậu hiện tại chính là ân nhân của tiên tộc. Tại quán nhậu, những người bạn của Brio đang rất lo lắng khi mà đã 3 ngày trôi qua mà cô ấy vẫn chưa quay về. Đến cả bà Mia cũng không hề biết được cô ấy đã đi đâu trong suốt thời gian qua. Tối hôm đó, có người trông thấy Rio bên cạnh một nhà mạo hiểm bị cắt đứt tay chân đang cầu xin tha mạng. Ngay sáng hôm sau đã có người hớt hải báo tin cho Bell biết rằng một nhà mạo hiểm giả bị truy nã với cái tên Cuồng Phong đã ra tay giết người. Vừa nghe đến đó, Bell đã nhận ra rằng chính chị Rio có thể là kẻ mà người đàn ông đang nhắc tới. Tập 7. Khi Bell và những nhà mạo hiểm giả khác nghe tin liền chạy đến hiện trường. Thông qua những vết thương trên thi thể người bị hại thì có người đã nói rằng chắc chắn chính là Cuồng Phong đã gây ra chuyện này. Cũng chính là người đàn ông này đã kích động tất cả những mạo hiểm giả có mặt tại đó để tạo nên nhóm săn tiền thưởng. Vì hiện tại cái đầu của Rio được treo giá lên đến 80 triệu Valis. Nhóm của Bell đã về lại căn cứ để sâu chuỗi cái thông tin về Rio. Những người đã từng tiếp xúc với cô trước đây đều không tin rằng cô ta có thể gây ra việc này. Nhưng việc Rio đã từng giết sạch cả một Formula để báo thù cho gia tộc của mình là điều chính xác. Để tìm hiểu rõ việc này, Lily đã đề nghị mọi người thành lập một nhóm viễn chinh xuống hầm ngục để tìm ra Rio trước đám mạo hiểm giả. Trước lúc khởi hành thì bất ngờ Cassandra đã tiên tri thấy được một điều chẳng lành. Trong giấc mơ đó có rất nhiều người phải chết rất đáng sợ. Vì vậy cô đã đứng ra năn nỉ mọi người đừng nên đi xuống hầm ngục. Thế nhưng dù cho cô gái tiên tri có nói thế nào đi nữa thì Pearl vẫn muốn cứu chị Rio thoát khỏi chuyện này. Chứ không thể bỏ rơi mọi người nên là Cassandra đành phải tham gia vào nhóm vì cô không thể nào thấy chết mà không cứu được. Trên đường xuống hầm ngục, Cassandra hỏi về sự xuất hiện của chùm tầng 27 vì cô lo sợ rằng điều này chính là nguyên nhân của thảm họa. Lily đã nói rằng chùm tầng đã bị giết bởi tộc Loki vào nửa tháng trước, nên thời gian để chùm tầng tiếp theo xuất hiện cần đến 2 tuần nữa. Dù biết rằng chùm tầng không còn là mối đe dọa, nhưng mà cô gái tiên tri vẫn hết sức lo lắng. Để an toàn, cô đã dặn Will chế tạo cho Bell một tấm khăn choàng Goliath. Vì tin thảm họa sẽ xảy đến trong chuyến đi lần này tại tầng 27 nên là Cassandra đã diện lý do để ngăn Aisha và mọi người ở lại tầng 25. Riêng Bell không hề chết trong giấc mơ nên chỉ có mình cậu ấy tham gia cùng nhóm săn tiền thưởng đi thẳng xuống phía dưới. Tập 8. Trong giấc mơ tiên tri của Cassandra thì hình ảnh đẫm máu của những người đồng đội đã xuất hiện. Dường như một thảm họa khủng khiếp nhất sắp xuất hiện tại hầm ngục này. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa có điều gì bất thường xảy đến khiến cho cô càng thêm lo lắng. Phía dưới nhóm thợ săn tiền thưởng đã đối mặt với vô số quái vật. Dù rất khó khăn nhưng mà Bell đã hoàn thành tốt vai trò tiên phong của mình khi một mình cậu đã có thể cân cả một đám quái vật. Tấm khăn choàng Goliath đã giúp ích được khá nhiều khi vừa là tấm chắn vừa là món vũ khí giúp cho Rabbit Fur đối đầu với đám quái vật Glazer. Sau khi đã giết xong bọn chúng thì Bell đã nhân cơ hội tách ra khỏi nhóm để đến gặp Maria. Tới đây cậu biết rằng có một thứ đáng sợ đã xuất hiện tại tầng này. Những chiếc hang to lớn chính là do thứ đó đã tạo ra. Cô nàng người cá còn biết được người mà cậu cần tìm đang ở gần đây nên là cả hai tức tốc lên đường tìm kiếm. Đi được một đoạn thì Bell đã gặp được Rio, nhưng sự thật trước mắt khiến cậu sửng sốt khi mà cô đang ra tay tấn công một mạo hiểm giả gần đó. Những vết thương tương tự xác chết lần trước khiến cậu không thể tin vào mắt mình. Rio không hề giải thích gì về việc mình làm, chị ấy chỉ khuyên Pearl nên rời khỏi đây trước khi mọi thứ quá muộn và nhanh chóng rời đi. Anh chàng tóc trắng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên đã đưa người đàn ông bị thương về nơi an toàn. Khi quay trở lại thì Bell đã chậm một bước, Rio đã ra tay tấn công vài người khiến mọi thứ trở nên rối tung. Trưởng nhóm Purser đã nhận ra một kẻ tên là Jura bị thương gần đó chính là thành viên của Blue Bra Family, một phần tử cực đoan của Avilos. Chúng là những kẻ đã bẫy và giết sạch Atra Family, nơi Cuồng Phong đã ở. Có thể vì lý do này nên cô ấy mới quay lại tìm hắn ta báo thù. Đột nhiên Rio đã xuất hiện tại đó, nhóm săn tiền thưởng không muốn để thoát con mồi của mình nên đã lao đến chiến đấu. Nhưng đối với một nhà mạo hiểm đạt cấp 4 như cô thì đám tờ săn không thể động vào được một sợi tóc. Chỉ với vài đường kiếm Cuồng Phong đã thổi bay những kẻ ngăn cản mình, giờ đây trong đầu của Rio chỉ đơn giản là giết chết tên Jura bằng mọi giá. Dù Bell đã đứng ra ngăn cản đi nữa thì ngày này năm sau vẫn sẽ là dỗ đầu của hắn mà thôi. Tập 9. Trước khi Rio ra tay, Bell đã hỏi rõ về cái chết của người đàn ông ở khu an toàn tầng 18 có phải là do chị ấy ra tay hay không. Lúc này cô mới nói ra sự thật là bản thân không hề giết ai cả. Tên Jura khi không còn đường chối cãi nữa mới lộ ra bộ mặt thật sự của mình. Do hắn là một thuần thú sư cấp cao nên là ngay lập tức đã triệu hồi một con quái vật từ những tầng sâu trong hầm ngục để đối đầu với họ. Không chỉ có Jura có thể điều khiển được con quái vật to xác mà những tên đồng bọn của hắn ở tầng 25 cũng có thể làm được điều này.
Giờ đây, Bell và những người đồng đội ở tầng trên đều rơi vào nguy hiểm khi có đến hai con Flambator đang săn đuổi họ. Do con quái vật này có thể chui vào trong đất nên là suýt chút nữa là nhóm bạn của Bell đã trở thành mồi của con rắn to xác. May mà Aja phản xạ kịp thời chứ không là cả đám được dỗ chung ngày rồi. Ở tầng dưới, Bell và Rio cũng không khả quan hơn khi mà liên tục bị con rắn do Zora điều khiển dồn vào chỗ chết. Anh chàng tóc trắng biết được lý do hắn ta có thể điều khiển được một con quái vật cấp cao là nhờ một vật phẩm ma thuật thông qua chiếc vòng trên cổ con Lambator. Cùng lúc đó, nhóm của Aja bị dồn vào đường cùng. Không còn cách nào khác nữa là Harohim đã sử dụng kỹ năng búp sức mạnh của mình vào hai người đồng đội để hỗ trợ cho chị Aja chống trả con rắn. Ryu do đã từng chiến đấu với Lambator một lần nên cô tin rằng với sự giúp sức từ Bell thì cả hai có thể giành chiến thắng. Trong lúc anh chàng tóc trắng tấn công phía trước thì cô đã lần đến từ phía sau bất ngờ tung đòn kết liễu. Cuối cùng thì con rắn to xác đã bị đá đè nằm yên tại chỗ. Phía trên tầng 25 thì tổ đội của Aja đã giành được lợi thế trước Lambator. Với màn teamwork vô cùng ăn ý thì cuối cùng con rắn đã bị hạ gục. Tên Zora giờ đây đã bị Ryu và Bell dồn vào đường cùng, nhưng hắn không hề sợ hãi vì vừa rồi chỉ là bắt đầu cho một thảm họa sắp diễn. Những tên đồng bọn của hắn đã sớm đặt đá lửa rải rác khắp nơi trên tầng 25 nhằm triệu hồi một thứ kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Do hầm ngục tại tầng 25 là một nơi kỳ lạ thông đến tầng 27 nên là khi nhóm của Zora cố tình phá hủy hầm ngục sẽ khiến nơi này không thể tái tạo được nữa. Chính vì vậy, bản thân của ngục tối sẽ kích hoạt một chế độ phong vệ và thả một ác quỷ khát máu sẵn sàng giết chết tất cả mọi thứ mà nó gặp. Tập 10, Cassandra lúc này mới nhận ra rằng một đại thảm họa sắp xảy đến với tất cả bọn họ. Âm thanh của tên quái vật đến từ địa ngục đã khiến cho những người có mặt hốt hoảng. Đến cả Aja cũng không hề biết được âm thanh này là do thứ gì tạo ra. Ngay khi ác quỷ xuất hiện, chỉ trong nháy mắt cơ thể của một nhà mạo hiểm đã bị chẻ ra làm đôi trước móng vuốt của nó. Nhóm thợ săn tiền thưởng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lần lượt từng người đã bị giết chết. Lúc bấy giờ, Pale mới nghe được từ miệng tên Zora sự thật về thảm họa đang diễn ra. Chính tên ác quỷ này vào 5 năm trước đã ra tay quét sạch Archer Familia và giờ nó đang xuất hiện tại tầng 27. Sự việc này khiến cho cậu nhớ lại chuyện Ryo đã kể lúc trước. Ngôi mộ tập thể tại tầng 18 chính là nơi những người đồng đội của chị ấy nằm lại trong trận thảm sát. Cũng vì lý do này mà Cuồng Phong đã bất chấp mọi thứ giết sạch các thành viên của Rura Familia. Quay lại hiện tại, Zora kể rằng bản thân hắn đã nghiên cứu và tìm tòi cách để triệu hồi con quái vật khát máu của hầm ngục một lần nữa. Lý do cuối cùng mà hắn làm như vậy là khao khát muốn thuần hóa con ác quỷ hung mạnh này. Chỉ có như thế, hắn sẽ không còn sợ hãi khi bị Ryo săn lùng nữa. Maria bên dưới nước cũng đã nhận thấy mối nguy hiểm tột cùng đang ập đến với nơi đây. Nhưng khi nghĩ đến Bell thì cô đã quyết định tiến đến tầng 27 để đưa cậu rời khỏi nơi đó. Bell sau khi nghe được mọi chuyện liền muốn rời đi để cứu nhóm Pro đang mắc kẹt bên ngoài. Nhưng Ryo đã ngăn cậu lại vì cô biết rõ rằng đối mặt với thứ đó là một án tử đã định sẵn. Không một ai có thể toàn mạng mà thoát ra khỏi nơi đây. Tên của con quỷ kinh hoàng này chính là Juggernaut, một kẻ hủy diệt tàn sát bất cứ nhà mạo hiểm nào mà nó nhìn thấy. Cho đến khi không còn ai sống sót trong khu vực thì thảm họa này mới có thể dừng lại. Đó chính là mục đích tồn tại của Juggernaut trong việc bảo vệ hầm ngục này. Dù rất sợ hãi trước độ khát máu của ác quỷ nhưng mà Pale không thể nào thấy chết không cứu. Cậu đã liều mình lao đến tấn công và phát hiện ra rằng dù có cơ thể to lớn nhưng mà tốc độ chính là thứ tạo nên tên tuổi của Juggernaut. Chỉ trong phút chốc nó đã thoát ẩn thoát hiện khiến cho Pale như một món đồ chơi trong mắt nó. Ngoài ra con ác quỷ này còn có khả năng kháng ma pháp cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến đòn tấn công của Pale đã bị phản lại người cậu. Chưa kịp hoàn hồn sau chấn thương, cánh tay của cậu không biết bằng cách nào đã rơi ra khỏi cơ thể. Đến khi cậu cảm thấy đau cũng chính là lúc mà cậu nhận được thêm một đòn chí tử từ tên ác quỷ. Tầng 11, sau khi Bell bị đánh gục, Ryo đã đến và phát hiện cậu vẫn còn sống sau vết thương cực mạnh ấy. Chiếc khăn choàng mà Cassandra dặn Will làm cho cậu khi trước đã cứu mạng Bell trong tình huống nguy hiểm vừa rồi. Giờ đây chị Ryo không biết phải làm gì hơn ngoài việc băng bó vết thương cho cậu và sử dụng ma pháp hồi phục. Juggernaut giờ đây vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của mình khi những nhà mạo hiểm vẫn còn sống. Lần lượt từng người khi đối mặt với móng vuốt của nó đã phải thiệt mạng. Trong tình thế bị dồn vào đường cùng, những người còn sống không thể làm gì hơn ngoài việc chờ chết. Ấy thế mà Ryo đã không ngại nguy hiểm lao đến giải cứu cho các nhà mạo hiểm khác. Nhưng khi chiến đấu với Juggernaut thì cô mới biết rằng việc này là điều hoàn toàn không thể. Cảm giác của cô lúc này cũng giống hệt với thảm họa vào 5 năm trước đã từng xảy ra khi con ác quỷ tàn sát từng người đồng đội của mình. Những nhà mạo hiểm gần đó cũng đã đứng lên dùng phép thuật để tấn công, nhưng chính hành động này đã khiến cho họ phải trả một cái giá cực đắt. Ma pháp khi gặp phải lớp bảo hộ của Juggernaut liền phản đòn lại đối thủ, tạo ra một xung chấn đẩy Pale rơi xuống dòng nước. Còn kết cục của những mạo hiểm giả tung đòn thì vô cùng tệ hại, hầu hết đều đã mất mạng sau lần chơi ngu vừa rồi. Nhận thấy tên chỉ huy nhóm săn tiền thưởng Pro gặp nguy hiểm nên là Ryo đã liều mình lao đến cứu mạng hắn ta. Vào giờ phút này thì cô chỉ mong muốn rằng được đến bên những người đồng đội đã mất mạng trước đây càng nhanh càng tốt. Cùng lúc đó, Pale rơi xuống dòng nước đã vô tình gặp được Maria. Đây cũng chính là mấu chốt giúp cho cánh tay đã đứt của cậu hồi phục lại như ban đầu.
cô gái người cá đã dùng máu của mình của cậu sống lại từ cửa tử. Để đáp lại ơn cứu mạng của Maria, cậu đã hứa rằng bản thân sẽ đánh bại thứ ác quỷ đó và toàn mạng trở về. Sau đó, Bell đã quay trở lại trận chiến với Juggernaut. Cậu đã sử dụng áo choàng Goliath như một tấm khiên trắng để ứng chiến với thứ ác quỷ này. Quả nhiên, nó có thể cản được những đòn tấn công của đối phương và giúp cậu tung đòn chí mạng. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là cơ thể Juggernaut không hề có đá ma thuật. Nó gần như không thể bị tiêu diệt theo cách thông thường. Nhận ra điều này, anh chàng tóc trắng đã sử dụng hỏa ma pháp thẳng lên người tên ác quỷ. Ngọn lửa phản lại được cậu sử dụng để kích hoạt vào dao găm của mình, thành công khiến tên quái vật gục xuống. Thế nhưng sau lớp khói bụi thì nó vẫn có thể đứng lên và tiếp tục chiến đấu, còn Bell thì đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Jorah nhân lúc Juggernaut sơ hở liền dùng dây chuyền ma pháp nhằm khống chế nó. Cuối cùng thì ước muốn của hắn đã trở thành sự thật khi chiếc vòng đã bám vào cổ của tên quỷ. Nhưng khi hắn ra lệnh cho nó tấn công vào Bell thì chiếc đuôi của Juggernaut đã cắt bay cơ thể của hắn ra làm hai khúc. Điều này nói lên rằng nó chính là một thứ không thuộc về thế giới này, nên ma pháp hoàn toàn không thể nào có tác dụng được. Khó khăn càng thêm chồng chất khi mà con Lombaton khi trước đã tỉnh lại và bắt đầu nhắm vào Rio. Bell khi ấy đã lấy hết sức còn lại để lao đến và kết cục là cả hai đã bị nó đẩy xuống lòng đất. Phía bên trên tầng 25 thì những người đồng đội của Bell đã gặp phải một thứ không kém phần nguy hiểm. Đó chính là chùm tầng Montorres đã đột nhiên xuất hiện sớm hơn 2 tuần. Có thể chính điều này mới thật sự gây ra kết cục thảm khốc giống như lời tiên tri của Cassandra. Tập 12. Sau khi bị Lampeton hồi mã thường tấn công bất ngờ thì Bell và chị Rio vẫn may mắn sống sót. Thế nhưng hy vọng của họ ngay lập tức bị dập tắt khi cậu biết được nơi đây chính là tầng sâu của Tungior. Căn cứ theo những gì chị cố vấn Aina dặn dò khi trước thì Bell biết rằng bản thân cậu đang ở tầng 37. Nơi đây được biết đến với cái tên là Cung Điện Trắng. Đó cũng là nơi mà các mạo hiểm giả hạng nhất cũng có nguy cơ mất mạng rất cao. Giống với những gì trước đây Ice từng nói, độ nguy hiểm của tầng sâu trong Tungior là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Những thành viên còn lại của Hestia Familia cũng không hề khá hơn khi mà chùm tầng Monsteret là một thứ nằm ngoài sức của mọi người. Trong số đó chỉ có mạo hiểm giả cấp 4 như Aisha là từng đối mặt với nó vô số lần nên cô hiểu rõ rằng nhóm hiện tại không hề có cơ hội chiến thắng. Chính vì thế phương án rút lui là tối ưu vào lúc này. Nhưng chưa chạy được bao xa thì tiếng gầm của chùm tầng khiến khu vực đổ sập xuống. Giờ đây nơi này chẳng khác gì là một cái lồng giam chặt sự sống của mọi người. Do không còn cách nào khác ngoài chiến đấu nên là Aisha đành sốc lại tinh thần cho mọi người. Cách duy nhất họ có thể làm bây giờ chính là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Wow, ngay lập tức dùng kiếm phép đóng băng mặt nước tạo ra một sàn đấu cho những người đồng đội có thể chiến đấu bung lụa. Aisha với tư cách là tiền bối liền dũng cảm lao đến tung đòn. Thế nhưng ma pháp của cô khi đến gần chiếc đầu thứ hai của Montoret liền bị hóa giải trong giây lát. Đây là sức mạnh làm nên tên tuổi của chùm tầng này. Với một cái đầu chuyên về tấn công và cái còn lại là phòng thủ vững chắc thì rất khó để hạ gục nó bằng ma pháp. Tức là để xử con quái vật này thì chỉ có cách là lại gần và tán kiếm vào cái đầu nó thôi. Biết được mấu chốt của trận chiến, Haruhim liền dùng phép búp sức mạnh cho 4 người đồng đội ở trung tuyến yểm trợ cho chị Aisha. Chiwasa ở phòng tuyến sẽ bảo vệ cho những người đồng đội không có khả năng chiến đấu. Tại thị trấn Orario, nữ thần Hestia nhận thấy có một linh cảm chẳng lành đối với các mạo hiểm giả trong Familia nên liền tìm đến quán nhậu của mẹ Mia nhờ tiếp viện. Trong khi đó, Bell và chị Rue rơi vào tình thế thập tử nhất sinh khi quái vật Juggernaut bất thình lình xuất hiện ngay phía sau họ. Bên chiến tuyến còn lại tại tầng 25 thì mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. Dù mọi người cố hết sức để tấn công nhưng mà nhát chém được Aisha quá nông, không thể hạ gục được Montoret. Ngay sau khi nhận sát thương, trung tâm liền lặn xuống bên dưới mặt nước khiến mọi thứ trở nên khó đoán. Bất ngờ nó lại trồi lên tấn công khiến tất cả lợi thế trước đây Aisha tạo ra đều vô nghĩa. Lily nhận ra rằng với hai cái đầu công thủ toàn diện như vậy thì Montoret không hề có góc chết để họ khai thác. Ngoài ra, nó còn có thể lặn xuống nước khi bị dồn vào thế khó. Cô bé thấy mọi thứ đang dần rơi vào bế tắc khi mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Bất ngờ lời động viên của Daphne khiến cô tìm được con đường cho nhóm của mình. Với lợi thế có thể quan sát được cục diện từ phía ngoài nên chỉ duy nhất Lily mới giúp đồng đội xoay chuyển tình thế vào thời điểm này. Ngay lập tức trận địa của cả nhóm thay đổi hoàn toàn. Mikoto sẽ lùi về cánh giữa và niệm chú đổ chỗ cho Daphne dâng lên trung tuyến. Aisha vẫn giữ nguyên vị trí với vai trò tiên phong trong đội. Ở đợt tấn công chớp nhoáng diễn ra, họ đã thành công ép chùm tầng phải lặn xuống mặt nước. Thế nhưng chiêu bài này của nó đã xưa rồi diễm, thần chú của Mikoto có thể xác định được vị trí chính xác của Montoret. Ngay khi Aisha né được đòn tấn công đầy chết chóc từ nó thì Mikoto liền dùng chiêu thức tối thượng để khống chế mục tiêu. Sức mạnh của chiêu thức này có sức hút còn hơn cả sức hút từ Rod của mấy viewer Alan nữa. Áp lực mạnh mẽ từ kỹ năng này khiến cho địa hình gần đó đổ sập đè xuống vào cơ thể của Montoret. Không hề bỏ qua thời điểm ngang vai này, tất cả thành viên chủ chốt liền lao đến đập cho chùm tầng lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết của nó đã kéo đến một đội quân quái vật tiếp viện. Do không còn đường lui nên là mọi người đành phải dốc hết sức để giành giật sự sống từ những gì nhỏ nhất. Tập 13.
Quay lại với Bell thì việc duy nhất cậu có thể làm đó chính là bỏ chạy để níu kéo sự sống. May mắn đòn hỏa ma pháp của cậu tung ra trượt khỏi người của Juggernaut. Vô tình điều này tạo ra một vụ sụp đổ giúp cả hai an toàn trong thời điểm này. Ryu cũng dần tỉnh lại và biết được bản thân đang ở tầng sâu của Trunkion. Bell thấy tình trạng của chị ấy rất tệ nên cậu đề nghị Ryu tự trị thương cho mình vì giờ đây vật phẩm của họ đã hết sạch. Thế nhưng mà Cuồng Phong lại dùng số ma lực ít ỏi trong người để chữa thương cho Bell vì cậu chính là hy vọng sống duy nhất của họ tại nơi này. Trên mặt đất, sau đoàn trưởng của Hephaestus Familia là Tsubaki Corando dẫn đầu đội quân tiếp viện đang hướng đến tầng 25 để giải cứu cho nhóm của Bell và Ryu. Trong khi đó, anh chàng tóc trắng đang phải đối mặt với một quái vật vô cùng kinh dị. Không chỉ nằm ở tốc độ kinh hoàng mà nó còn sở hữu một lớp da có thể ẩn thân tại bất kỳ nơi đâu. Ngay khi tên quái vật bất ngờ lao đến tấn công Bell thì chị Ryu kịp thời nói ra vị trí của nó. Điều này giúp cậu có thể đỡ được nhát cắn chí tử của nó. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhát dao của Bell thành công phá hủy viên đá ma thuật của cậu thoát chết trong gang tấc. Cùng lúc đó, các thành viên trong nhóm chinh phạt do Aisa dẫn đoàn đã giành được chiến thắng trước đám quái vật Tevril. Giờ là lúc họ quay lại bán hành cho trung tầng Montres. Aisa nhận thấy rằng cứ cái đà này thì tổ đội của cô nhất định sẽ chiến thắng được trung tầng. Thế nhưng ngay sau đó, tên quái vật hai đầu đã không lặn xuống nước để bị bắt bài nữa. Nó leo thẳng lên thác nước và lao mình xuống khiến đội hình tấn công của đối thủ tan vỡ. Minkato không may bị sóng nước quật chìm xuống đáy hồ làm mồi cho lũ cá răng đau bên dưới. Bell và chị Ryu lúc bấy giờ tìm ánh sáng của đèn ma thạch. Với họ thì nó chính là ánh sáng hy vọng vì điều này nói lên rằng có nhóm mạo hiểm giả ở phía trước. Anh chàng tóc trắng vui sướng chạy đến phía trước cầu cứu, nhưng khi đến nơi thì hy vọng sống của cậu lại bị dập tắt một lần nữa. Các nhà mạo hiểm trước mắt Bell chỉ còn là những bộ xương không hơn không kém. Đám quái vật gần đó đánh hơi được con mồi liền kéo đến khiến Bell vô cùng hoảng sợ. Khi bị dồn vào đường cùng, cậu hoảng loạn bắn hỏa ma pháp liên tục hướng đến chúng. Quả nhiên điều này đã vô tình đuổi khổ được bọn nó. Dù đám quái rời đi nhưng Bell vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Đến nước này thì chị Ryu đành phải dùng bạo lực để sốc lại tinh thần cho cậu. Nếu Bell có thể lấy lại ý chí cũng như là thể lực thì Ryu khuyên cậu nên ngủ 5 phút. Chị sẽ là người canh gác cho cậu trong thời gian này. Dù 5 phút là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng với tình trạng của Ryu bây giờ thì nó chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ở mặt trận bên này thì đội hình của nhóm hoàn toàn tan vỡ sau một đòn tấn công đột biến của Montres. Những người còn lại hiện tại không hề biết phải làm gì tiếp theo khi không thấy sự hiện diện của Mikoto đâu nữa. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn nữa khi mà Harohim việc cứu Cassandra và Lily đã nhận toàn bộ sát thương từ đòn tấn công của Trung Tầng. Sau sự mất mát của hai người đồng đội, các thành viên còn lại đã đánh mất lý trí lao vào cuộc chiến bằng tất cả những gì họ có. Tập 14. Ryu hiện tại không biết rằng bản thân có thể vượt qua 5 phút ngắn ngủi để canh gác cho Bell hay không. Cô lo sợ rằng đám quái khi nãy sẽ tìm đến một lần nữa. Ít phút sau đó, điều mà Ryu lo lắng cũng xuất hiện. Giờ đây, cô đành phải lê đôi chân bị thương để làm tất cả những gì có thể bảo vệ giấc ngủ của Bell được vẹn toàn. Dù bị thương, nhưng kinh nghiệm của một mạo hiểm giả cấp 6 đã giúp cho Ryu hạ gục được hai tên nhanh chóng. Còn lại một tên quái vật bất ngờ phóng ra gai nhọn khiến vũ khí trong tay cô rơi xuống. Tưởng chừng như là mạng sống của cô sẽ chấm dứt tại nơi này thì từ đâu con dao của Bell phóng tới giết chết nó trong gang tấc. Cuối cùng, Ryu cũng đã vượt qua được 5 phút dài như cả thế kỷ. Cô hiện tại đã đạt đến giới hạn của bản thân nên lần này Bell sẽ canh gác lại để đảm bảo an toàn. Không ấy hai đứa bay ra canh gác cho tôi đi ngủ đi, thu âm hoài mệt quá. Bên phía tầng 25 thì sự nóng vội của các nhóm tiên phong khiến cho Oka suýt tí nữa thì mất mạng bởi đòn tấn công của Montreux. Nhưng ngay khi biết được Mikoto vẫn còn sống thì cục diện trận đấu một lần nữa thay đổi. Ralph dùng kiếm phép của mình để mở đường cho Oka vòng lên tấn công trực diện. Ngay khi đưa trùng tầng vào quét chết thì Mikoto ngay lập tức sử dụng kỹ năng thần vũ đấu trinh. Khả năng này là một phép thuật trọng lực tác động lên một khu vực nhất định giúp nghiền nát mục tiêu. Nhưng với độ châu bò và kháng ma pháp của Montreux thì khỏi phải bàn cãi. Đến mức này Mikoto đành phải tăng cường độ lên đến tối đa mới có thể khống chế được nó. Niềm vui lại càng nhân đôi khi Harohim vẫn chưa hề chết sau khi trúng đòn. Lam hỏa của trùng tầng ngược lại còn khiến cho cô ấy cảm thấy sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Thấy thời cơ đã đến, Oka liền nhảy từ phía trên xuống dùng chiếc rìu mà Wealth đã làm cho anh trước khi đi cắt bay một đầu của Montreux. Phần còn lại, Harohim đã dùng khả năng búp của mình dùng hết vào người của Aisa để chị ấy tung đòn quyết định hạ gục trùm tầng tại kinh đô nước. Cuối cùng, sau bao nỗ lực thì cả nhóm cũng vượt qua được cuộc chiến sinh tử này. Điều đáng mừng là không một ai phải nằm xuống tại nơi này cả. Ngay sau khi tiêu diệt được trùm tầng thì nơi này cũng sắp đổ sập xuống. Đám đồng bọn của Zura vẫn còn sống và đang rút về hướng tầng 24. Aisa cũng kêu gọi mọi người cũng mau chóng rút lui vì nơi này sẽ sập xuống bất cứ lúc nào nên rất nguy hiểm. Cassandra khi nghe thấy điều này đã lập tức ngăn mọi người lại vì theo như lời sấm truyền cùng với điềm báo thì họ cần phải đi về hướng mặt trời mọc. Đó cũng là đường duy nhất thông xuống tầng 26. Ngay khi cả bọn vừa chạy ra khỏi đó thì toàn bộ cung điện tầng 25 đã sụp hoàn toàn.
Nếu như khi nãy mà cả bọn không nghe theo lời cả Sora thì giờ đây cả đám đã ăn chuối cả nải trong đống cái đổ nát đó rồi. Giờ đây mục tiêu của mọi người chính là tìm Bell, nhưng họ đâu hề biết rằng cậu ấy giờ đang sống dở chết dở ở tận tầng 37 của Trungeon kia chứ. Tầng 15, mọi chuyện tai hại vẫn chưa hề buông tha cho Bell và Ryu. Các quái vật ở tầng sâu Trungeon lại tìm đến đe dọa tính mạng của họ. Nhưng điều nguy hiểm ở đây chính là chúng rất thông minh. Khác với quái vật ở tầng trên và tầng giữa luôn lao đến khi thấy con mồi, quái vật ở tầng sâu sẽ quan sát mọi động tĩnh của mục tiêu trước khi chọn thời cơ tấn công. May mắn là hành động quyết liệt của Bell đã dọa được nó bỏ đi. Ít nhất trong vài phút tới, giấc ngủ của chị Ro sẽ được đảm bảo. Tsubaki cùng đội tiếp viện đã đến được kinh đô nước trong Dunkirk. Thế nhưng, sau khi chùm tầng Montreux bị hạ thì nơi đây cũng trở thành một đống đổ nát, không còn đường thông xuống các tầng sâu. Hanja khi ấy mới đề nghị mọi người đi đường tắt. Mà nói vậy thôi chứ ngoài việc lao xuống dưới thác thì đâu còn đường nào khác nữa. Hethia Familia trên đường đi tìm Bell đã tiêu diệt rất nhiều quái vật. Wolf dần xuống sức khi cứ giết một tên là lại một tên khác xuất hiện. Giết đến bao nhiêu cũng không hết. Và điều đáng nói ở đây là tất cả chúng đều là quái vật của tầng 27. Không biết bằng một cách nào đó mà bây giờ chúng lại có mặt ở tầng 26 như vậy. Với đa số các thành viên đều nằm ở cấp 2 và 3 thì đối mặt với chúng quả là một việc khó khăn. Wolf ngay sau đó cũng trúng một đòn khiến cậu dính vách. Tại đây anh chàng tỏ ra vô tình thấy được một loại khoáng vật siêu hiếm thuộc tầng sâu nên liền bỏ túi. Sau đó Oka và những đồng đội đã phát hiện một mạo hiểm giả đang kêu cứu thảm thiết. Khi chạy đến họ mới biết rằng ông ấy chính là ngài Pro, người dẫn đầu trong việc săn tiền thưởng bằng cái đầu của cuồng phong. Theo lời Pro kể lại thì Blaylee biết được rằng có một con quái vật đã giết chết Bell và cuồng phong. Khi nghe được điều này khiến cô bé vô cùng đau lòng. Nhưng chuyện quan trọng bấy giờ chính là đối phó với hàng trăm quái vật của tầng 27 đang kéo đến. Dù kiếm lửa của Wolf có thể tiêu diệt số lượng lớn quái vật chỉ trong một đòn nhưng giới hạn của nó cũng đã đến. Nếu dùng thêm một lần nữa thì nó sẽ vỡ ra từng mảnh. Sau khi rút lui, cả nhóm đến được một hang động. Lily nhận ra rằng nếu bị quái vật bao vây thì bọn họ sẽ không đủ sức để chống cự vì giờ các thành viên đều kiệt sức sau nhiều ngày giao chiến. Tại đây, Aisha hỏi Paul tường tận về việc ông ta có tận mắt thấy Bell chết hay chưa. Sau khi nghe lại mọi chuyện xong, mục tiêu của cả nhóm vẫn không thay đổi. Họ vẫn sẽ tiến thẳng đến xuống tầng 27 để tìm Bell dù cậu ấy còn sống hay đã chết. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì Wolf bỗng nhiên nhớ đến lời nói của nữ thần Hephaestus. Chỉ cần có búa, sắt và ngọn lửa bùng cháy thì bất cứ nơi đâu cũng có thể rèn ma kiếm. Và thế là Wolf đã dự định là rèn ma kiếm ngay tại đây. Những người khác sẽ bảo vệ cho cậu ấy trong lúc rèn vì bây giờ không còn cách nào khác để thoát khỏi chỗ này. Cậu lập tức bắt tay vào việc. Tất cả mọi người lúc này giao phó mạng sống của mình trong Wolf. Nếu thất bại, cả nhóm sẽ có chung một ngày giỗ tại nơi này. Tầng 16, tại tầng 27, đám quái vật đến nơi thấy con mồi của mình liền kéo đến. Tất cả mọi người cũng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Bằng tất cả những gì có thể, họ sẽ bảo vệ cho Wolf tới khi cậu rèn được ma kiếm. Nhưng trước tình thế dầu sôi lửa bỏng ấy, Wolf tỏ ra nóng vội. Một phần cũng là do nguyên liệu của cậu ấy có được lại là khoáng thạch tốt nhất từ trước đến giờ nên cậu không thể một sớm một chiều mà thành công. Ryu lúc này cũng dần tỉnh lại và hồi phục vết thương sau giấc ngủ ít ỏi. Cô nhận thấy sự cắt nghẹt của tầng sâu ảnh hưởng rất lớn đến họ, nên để có thể bước tiếp thì cả hai sẽ phải sử dụng trang bị của những xác chết. Để tiếp tục sống và di chuyển xuống phía dưới thì cả hai đành phải cắn răng tháo trang bị của những xác chết. Đây cũng chính là tình thế mà một nhà mạo hiểm phải trải qua khi muốn bước tiếp con đường phía trước. Sau khi gom hết tất cả mọi thứ có thể sử dụng được thì thu hoạch lớn nhất của họ chính là một tấm bản đồ chưa hoàn thiện. Tuy còn dang dở nhưng nó cho thấy được phần nào địa hình quanh đây giúp cho cuồng phong và Bell tránh được các ngõ cụt và họ sẽ không di chuyển vô ích. Lúc này Wolf vẫn chưa thể rèn thành hình ma kiếm, những tiếng búa cứ vang vẳng vang lên khiến tâm trí cậu rối bời. Quả nhiên đây là một ván cược thiếu suy nghĩ, sinh mạng của những người đồng đội giờ đang nằm tất cả vào thanh ma kiếm này. Khi ấy trong lòng Wolf bỗng nhiên vang lên câu hỏi của thần Hephaestus, rốt cuộc mục đích của cậu rèn kiếm là vì điều gì? Quả nhiên câu hỏi này đã chạm thẳng vào trái tim của anh chàng thợ rèn. Ngay sau đó Wolf liền có câu trả lời, cậu rèn vũ khí tất cả là vì bạn bè và sánh bước cùng Bell. Sức mạnh tình bạn khiến cho tiến độ rèn kiếm ngày một cải thiện rõ rệt. Những người đồng đội khi nghe thấy nhịp điệu từ búa của Wolf giúp cho họ càng sung sức hơn. Giờ đây anh chàng tạ rèn sẽ tạo nên một thanh ma kiếm không bao giờ hỏng. Thứ vũ khí này vượt qua cả ma kiếm và được xem như là một thần khí. Cậu sẽ quyết tâm vượt qua cả tầng Hephaestus trên con đường mình đã chọn. Lúc bây giờ đám quái vật phá vỡ phòng tuyến lao vào càn quét những con mồi của chúng. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng ấy thì một sức mạnh tuyệt đối đã quét tan cả đám quái trong nháy mắt. Thứ tạo ra nguồn sức mạnh đáng sợ này chính là thần khí của Wolf vừa rèn xong. Giờ chính là lúc cậu trả lại máu và mồ hôi cho những người đồng đội. Chỉ với một đòn duy nhất, cuộc tổng tiến công của quái vật bị thiêu rụi hoàn toàn. Sinh mệnh của tất cả mọi người đặt vào thanh ma kiếm được Wolf trả lại tất cả. Thứ giờ, nhóm của họ sẽ tiến thẳng về phía trước tìm Bell với niềm tin cậu ấy vẫn còn sống. Tầng 17,
Kể từ khi có thêm trang bị từ những xác chết thì Bell vẫn phải cố hết sức để chống chọi với bọn quái vật ở tầng sâu. Bọn chúng cứ liên tục kéo đến khiến cậu rơi vào khó khăn. Đến nước này Rio đành phải dùng đến đá lửa nhặt được khi trước. Quả nhiên thứ này có thể tạm thời giúp được cả hai an toàn được thêm một khoảng thời gian để Cuồng Phong có thể vẽ tiếp phần bản đồ còn thiếu. Cùng lúc đó nhóm của Bell đến được tầng 27 an toàn. Với thanh ma kiếm đỉnh cao của anh chàng Taran tạo ra thì cả nhóm không còn chật vật khi đối đầu với đám quái vật nữa. Mọi người cũng rất ngạc nhiên vì độ bền của thứ vũ khí này. Dù liên tục sử dụng ma pháp nhưng hiện tại nó vẫn chưa có dấu hiệu hư hỏng. Nhóm quân tiếp viện do Tsubaki dẫn đoàn đã đến được tầng 26. Dù đa số là những Catgirl phục vụ cho quán nhậu của mẹ Mia nhưng có thể nói rằng sức mạnh của các cô gái này không hề đơn giản. Mấy con quái vật cản đường đều đã được tiêu diệt sạch. Quay lại với Bell và Cuồng Phong thì cả hai di chuyển được khá xa. Trong quá trình đó, Rio dạy cho cậu về tất cả những kiến thức hữu ích để sinh tồn nơi tầng sâu này. May mắn cả hai tìm được một loài quái vật có thể sử dụng chất nhầy trong niêm mạc của chúng để bổ sung nước. Tuy vị có hơi khó nuốt nhưng đây cũng là một thứ quan trọng để họ duy trì sức lực. Paul dẫn đoàn thám hiểm của Hestia Familia tìm đến nơi Shukunot tấn công Bell khi trước. Nhưng điều bất thường chính là tất cả những thi thể tại đây đều đã biến mất. Cả Bell và Cuồng Phong cũng không hề có dấu vết. Thế nên là việc duy nhất mọi người có thể làm là chia ra tìm kiếm manh mối xung quanh đó. Lily tìm được manh mối vô cùng quan trọng. Khi nhìn qua miệng hố rất nhanh, Bell đoán được thứ này là do Plumpatron tạo ra. Đang chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên một đám quái vật xuất hiện tấn công mọi người. Paul khi nhìn thấy chiếc vòng thân thuộc liền biết rằng chính bọn chúng đã ăn các thi thể. Do cấu tạo của loài này sống dai vô cùng nên Aisa liền kêu cả nhóm rút lui. Nhưng lối ra duy nhất đã bị đám quái vật chặn lại khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Hy vọng sống của cả nhóm đó chính là lối ra nên Aisa liền bảo mọi người dồn về hướng đó tổng tấn công. Nhưng số lượng đông đảo của chúng khiến lực của mọi người cạn kiệt. Mã lực trong người của Well cũng không đủ để sử dụng kiếm phép thêm lần nữa. Mọi việc càng tệ hơn khi mà thêm một đám ma thú có hình dạng đặc biệt xuất hiện. Tưởng chừng là mọi thứ đã kết thúc. Bất ngờ, đám ma thú này lại quay sang tấn công các quái vật bảo vệ các mạo hiểm giả. Tất cả mọi người có mặt đều không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng chỉ riêng các thành viên của Hestia Familia là biết rằng họ chính là những đồng bào Xenos được cử tới viện trợ theo chỉ thị của Fel. Tập 18. Cục diện khởi sắc hơn đối với nhóm tìm kiếm khi được những người bạn Xenos hỗ trợ. Sức mạnh của họ có thể nói là áp đảo hoàn toàn bọn quái vật ở tầng này. Không những thế, Tsubaki cùng đoàn quân tiếp viện của nữ thần Hestia nhờ hỗ trợ cũng đã đến nơi. Nhưng khi chứng kiến quái vật đang tàn sát nhau khiến họ há hốc mồm kinh ngạc, Lily cũng không hề giải thích gì thêm về sự kiện Xenos vẫn còn là một bí ẩn. Thế nên cô đã nhờ mọi người tiêu diệt đám quái vật không cầm vũ khí là được. Ralph cũng gặp lại tiền bối của cậu là Tsubaki tại nơi này. Đoàn trưởng của Hephaestus Familia rất bất ngờ khi thấy thanh ma kiếm huyền thoại mà cô nhóc rèn được, cũng công nhận rằng tài năng rèn kiếm của Well đã đạt đến đỉnh cao của thần. Là lúc này cũng gặp được Maria. Thông qua cuộc trò chuyện, cậu biết rằng Bell hiện tại đang ở tầng sâu của Trương Kion. Ngay lập tức, Bly ra hiệu cho tất cả Sir tiến thẳng xuống phía dưới để tiếp viện cho anh chàng tóc trắng. Nhóm còn lại sau khi tiêu diệt xong các quái vật cản đường thì cũng bắt đầu di chuyển. Họ quyết tâm là sẽ tìm được Bell dù cho nguy hiểm như thế nào đi nữa. Bell thì lúc này vẫn đang chiến đấu giành giật sự sống với đám quái vật. Dựa vào những kinh nghiệm mà chị Rio đã dạy thì giờ đây cậu đã không còn sợ hãi khi đối đầu với chúng. Cuồng Phong cũng nhận ra rằng anh chàng tóc trắng đang phát triển nhảy vọt. Chỉ qua vài trận chiến, cậu ấy đang dần thích ứng các trận chiến với lũ quái vật ở tầng sau này. Rio cũng đã sẵn sàng cho trận chiến với đám quái vật phía sau đang tiến đến. Cô sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của Bell trong hành trình giành giật sự sống. Dù đang bị thương nhưng sức mạnh đến từ một nhà mạo hiểm cấp độ 6 vẫn không hề mai một chút nào. Từng đường kiếm tung ra chuẩn xác đã hạ gục vô số đối thủ. Trong lúc Cuồng Phong rơi vào bất lợi do vết thương ở chân gây ra thì Bell đã kịp thời ứng cứu. Sức mạnh của cậu giờ đây ở một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội và không còn háu chiến như trước. Anh chàng tóc trắng đã biết mượn tình thế xung quanh trận chiến để kẻ thù tự giết nhau và tự tạo lợi thế cho bản thân. Rất nhanh đám quái vật đó cũng đã đều hạ gục trước con dao của Bell. Nhưng sau một cuộc chiến dài hơi thì anh chàng tóc trắng đã không may trúng phải một chiếc gai độc từ quái vật. Hơn là con dao của Wolf đưa cho Bell trước khi đi đã cứu cậu một mạng. Do được làm từ sừng kỳ lân nên nó có thể hút độc ra khỏi cơ thể. Sau đó chị Rue và Bell lại tiếp tục lên đường đến khu an toàn gần nhất. Tuy vậy thứ xuất hiện trước mắt khiến hy vọng sống của Kai một lần nữa bị dập tắt. Tập 19, thứ khiến cho tấm bản đồ của những mạo hiểm giả đã chết khi trước còn dang dở chính là đấu trường Colosseum. Với vì ở đây có đặc điểm là đánh bao nhiêu cũng không hết quái. Khi quái này vừa bị tiêu diệt thì quái khác lập tức được sinh mới nên có thể nói đây là một trong của những mạo hiểm giả. Nói dễ hiểu thì số lượng quái nơi đây sẽ là vĩnh viễn không giảm xuống. Cho dù có là Loki Familia thì cũng không dám bước vào bên trong. Giờ đây cả hai bắt buộc phải vượt qua được nơi tàn khốc này để tiến đến tầng trên và ngược lại nếu không thể vượt qua họ cũng sẽ không còn cơ hội để quay lại. Việc thoát khỏi tầng này sẽ là một ván cược sinh tử. Để có thể vượt qua đó an toàn thì cả hai phải tránh mọi giao tranh.
Cách tốt nhất chính là dùng da của đám quái vật đã giết khi trước để ngụy trang và xóa mùi con người. Trước khi đi, Rio sẽ chia sẻ cho Bell một ít đá lửa và dặn cậu hãy dùng nó vào thời điểm nguy cấp nhất. Mọi việc tiến triển thuận lợi khi bước đầu cả hai vượt qua được tai mắt của đám quái vật gần đó tiến thẳng vào đấu trường. Tại đây, các quái vật đang tấn công lẫn nhau do đã rất lâu không có kẻ xâm nhập. Chúng đánh nhau với đồng loại để giết thời gian nên nơi đây được gọi là đấu trường cũng vì lý do đó. Cả hai vẫn đang cố giữ bình tĩnh khi vào lãnh địa của quái vật để tránh chạm trán với chúng. Nhưng nguy hiểm đã ập tới khi Bell bị một tên phát hiện. Việc này vô tình khiến họ rơi mất tấm da ngụy trang nên liền lọt vào tầm ngắm của đám quái vật. Cả hai vừa chạy, trong lúc đó Rio vừa quăng đá lửa đến phía sau để ngắt đuôi bọn chúng. Bell thì sẽ đảm nhiệm vai trò dọn dẹp đám phía trước để mở đường cho cả hai có thể rút lui ra khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Anh chàng tóc trắng không hề biết rằng để thoát ra khỏi đây cần phải có một người ở lại chặn đám quái vật. Và chị Rio chính là người sẽ hy sinh để làm việc này khi cô sử dụng ma pháp đẩy Bell ra khỏi đó và chặn đứng lối ra để đám quái vật không thể bám theo cậu. Khi Bell nhận ra việc này thì đã quá muộn, cậu chỉ biết gào khóc trong vô vọng. Rio thì nghĩ rằng cô đã chỉ hết những gì có thể giúp cho Bell có thể sống sót. Đây sẽ là lúc cô được đoàn tụ với những người đồng đội trong Atreya Familia. Điều mà Cuồng Phong không ngờ đến chính là Bell đã quay lại bằng một con đường khác. Viên đá lửa cuối cùng chính là vũ khí mà anh chàng tóc trắng sử dụng để tiêu diệt đám quái vật tại đấu trường. Tập 20. Trong quá khứ, những vụ nổ khủng khiếp do Zura bày ra với mục đích là giết chết Atreya Familia nhưng nó đã thất bại. Vô tình vụ nổ gây ra một thiệt hại to lớn đến hầm ngục nên nó đã kích hoạt trạng thái bảo vệ. Juggernaut cũng vì lý do này mà lần đầu tiên được sinh ra. Khi tên ác ma xuất hiện, nó đã ra tay tàn sát tất cả mọi người, mọi thứ mà nó trông thấy. Tốc độ kinh hoàng cùng với sức mạnh vượt bậc khiến cho cô gái của Atreya Familia không thể trở tay kịp. Lần lượt từng người đồng đội thân thiết của Rio khi ấy đều phải mất mạng trước móng vuốt của Juggernaut. Đoàn trưởng của Atreya Familia khi ấy là Alice nói với Rio rằng họ cần phép thuật của cô để hạ gục Juggernaut. Những người chị này sẽ hy sinh mạng sống để phá hủy lớp vỏ ngoài của tên quái vật. Chỉ có như vậy thì ma thuật mới không bị phản lại. Chính vì lý do đó nên Rio đành phải nuốt nước mắt vào trong để nhận lấy sự hy sinh này từ những người đồng đội. Các chị em thân thiết nhất của cô giờ đây đã hy sinh trước sức mạnh to lớn của Juggernaut. Cuối cùng, thời cơ đã đến khi lớp vỏ của nó bị phá hủy. Rio liền tung phép thuật tối thượng của mình thẳng vào người nó, nhưng không may Juggernaut đã nhanh chân chạy mất. Kể từ lúc ấy, Rio phải đối mặt với vô vàn cảm xúc. Cô tuyệt vọng vì mất đi đồng đội, giận dữ vì chưa giết được con quái vật ấy, khó xử vì bỏ chạy và xấu hổ vì mang tiếng bất tài mà vẫn còn sống. Dù trở lại mặt đất an toàn nhưng Rio không còn mặt mũi nào để quay về ngôi nhà nơi đầy kỷ niệm bên cạnh Alice và những người đồng đội. Sau khi hồi phục vết thương, cô đã quay lại nơi các đồng đội ra đi. Trước ngôi mộ của tất cả mọi người, Rio thề rằng sẽ tự tay giết chết Rubra Formira để trả thù. Ngay khi trở về, Rio xin thần Azure cho cô được rời khỏi Oririo và được nữ thần đồng ý. Từ đó cô lấy tên là Cuồng Phong và những ngày tháng đẫm máu bắt đầu. Tất cả những người công trình cơ sở liên quan đến Rubra Formula và Avilus đều phải trả giá. Zura, kẻ đứng sau mọi chuyện, cuối cùng cũng lãnh hậu quả khi hàng trăm nhát dao của Rio trút lên người hắn. Vậy mà hắn vẫn còn sống thì sau này cô mới biết được. Quay lại hiện tại, Bell và Rio vẫn sống sót sau vụ nổ chấn động khi nãy. Hai người họ vô cùng may mắn khi lọt xuống một con đường bên dưới đấu trường Colosseum. Dù bị thương rất nặng nhưng cả hai vẫn cố hết sức bước tiếp về phía trước bởi đó là hy vọng sống duy nhất lúc này. Rất may họ đã gặp được một con suối. Bell cũng được chị Rio chữa thương giúp cậu hồi sức trở lại. Tập 21. Do quần áo cả hai bị ướt nên là để giữ ấm cơ thể thì Rio và Bell phải ở gần nhau trong tình trạng da chạm da. Cứ thế này thời gian trôi qua một cách đầy yên bình khi họ có thể cảm nhận được nhịp đập con tim của đối phương. Nhưng rất nhanh cả hai bắt buộc phải lên đường vì điều kiện về thức ăn không cho phép họ nén lại đây lâu hơn. Khi đi một đoạn, Bell tìm được vị trí để trèo lên đường chính ở tầng 37. Chị Rio nhận ra rằng đường thoát ra khỏi tầng này đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần vượt qua được bức tường phía trước thì họ sẽ quay về được khu an toàn tầng 36. Nhưng mọi việc không hề đơn giản như họ nghĩ. Juggernaut đã đứng đợi sẵn ở đây chặn đường rút lui của con mồi nó nhắm đến. Điều nguy hiểm nhất lúc này là cánh tay phải của nó đã được thay thế bằng một bộ phận của các quái vật tầng này. Nó đã ăn đủ loại quái vật và lấy chúng làm nguyên liệu cho mình. Giờ đây nó chẳng khác gì một con Chimera thập cẩm với đủ thứ sức mạnh khác nhau. Dù tốc độ của Juggernaut chậm đi rất nhiều nhưng bù lại nó có thể tấn công từ xa bằng những chiếc gai nhọn khiến tình thế ngày càng khó khăn hơn với Bell. Cơ thể Rio vẫn không thể cử động được khi trông thấy con quái vật này. Nhưng riêng Bell là thứ bản thân cô không hề muốn mất đi. Vì thế, Cuồng Phong liền bất chấp nguy hiểm cứu anh chàng tóc trắng thoát chết trong gang tấc. Chưa dừng lại ở đó, tên quái vật này còn sử dụng cả chiêu thức của chùm tầng sâu Under. Có thể nó đã ăn thịt chùm tầng để chiếm lấy kỹ năng này. Bell, dù bản thân bị thương nghiêm trọng, vẫn không hề gục ngã. Cô cố gắng hết những gì có thể để ngăn vết thương không chảy máu. May mắn Rio đã kịp thời đưa Bell vào một khe hẹp gần đó để lánh nạn. Tạm thời, ở đây họ sẽ được an toàn trong thời gian tới.
Do đã kiệt sức nên Rio đã thiếp đi trong vòng tay của Bell. Cậu cũng hứa rằng sẽ gọi cô dậy ngay sau đó. Nhìn thấy người con gái trước mắt đã chịu quá nhiều tổn thương khiến cậu nảy sinh một cảm giác muốn che chở cho cô ấy. Một mình Bell sẽ đứng ra giải quyết Juggernaut dù vết thương đang gào thét trong cơ thể của cậu. Tập 22. Bell bước ra khỏi nơi an toàn để quyết đấu một trận sinh tử với Juggernaut. Cậu nhất định sẽ đưa chị Rio về lại mặt đất an toàn sau khi giết chết thứ tai ách này. Một lúc sau Rio tỉnh lại nhưng cô không thấy Bell đâu cả. Đúng lúc cậu ấy đang bị Juggernaut bán hành đầy mồm thì Cuồng Phong kịp lúc xuất hiện. Cô quyết tâm rằng bản thân cũng sẽ chiến đấu hết mình chứ không thể để những người thân thuộc chết trước mắt. Dù rất khó khăn để tiếp cận vào người Juggernaut nhưng Bell vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng chỉ khi bản thân tách được lớp vỏ phản ma pháp của nó thì phép thuật của chị Rio mới tiêu diệt được tên quái vật này. Nhưng có vẻ cậu đã xem thường nó. Ngay sau đó đòn tấn công của tên quái vật đã khiến Bell bị thương. Dù vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục, cậu mặc kệ vết thương để sử dụng kỹ năng Angle Vesta tạo ra một ngọn lửa vĩnh hằng phá hủy những chiếc gai của nó. Ngay lúc Juggernaut định dùng móng vuốt tấn công Bell thì Rio đã lao đến phá hủy cánh tay. Giờ đây cô sẽ không mắc lại sai lầm thêm một lần nào. Bell nhận thấy thời cơ đã đến liền cố hết sức lao lên cắm dao sâu vào người nó, tung ra hồ hỏa ma pháp thành công phá hủy lớp vỏ của Juggernaut cho Rio tung đòn quyết định. Xui thay bằng cách nào đó nó đã né được đòn chí mạng ấy. Nhưng Rio cho rằng tốc độ của tên quái vật này thì chính cô sẽ là người nắm rõ nhất. Ngay sau đó cô mượn sức mạnh từ những người đồng đội đã mất tấn công liên tục khiến Juggernaut thất thế. Cuối cùng Cuồng Phong sử dụng chiêu thức tất sát của đoàn trưởng Alice để kết liễu đi thứ quái vật ác độc này và cả hai cũng đã ngất đi vì kiệt sức. May mắn cho họ khi Maria và cộng đoàn Charlotte đã tìm tới kịp lúc cùng với những đồng đội của Hestia Familia. Họ đã đoàn tụ với Bell và Rio trong nước mắt hạnh phúc. Khi Rio vừa tỉnh lại liền chạy thẳng đến phòng tìm Bell. Thấy Bell còn sống thì cô mới biết bản thân còn chưa kịp thay đồ. Ấy, thế là bà thần Hestia và Lily đã đập cho thằng Bell một cái khiến thằng nhỏ bất tỉnh nhân sự. Ủa, tôi bị thương mà cái gì vậy? Giờ đây Rio sẽ sống với một thân phận hoàn toàn mới vì ngài Paul đã báo cáo với hội mạo hiểm rằng Cuồng Phong đã chết khi chiến đấu với Rubra Familia để bảo vệ cho ông ấy. Dù ngài Paul là người đứng đầu thị trấn Rivera nên những nhà mạo hiểm khác cũng không dám ý kiến gì. Một thời gian sau khi bình phục Rio hẹn Bell đi dạo mát, bà chị này giờ đây ăn diện đẹp, gái hết sảy con bà bảy. Hay ngờ vừa được Bell khen xinh như minh tinh cái là bà mắc cỡ bà bỏ chạy mất tiêu để thằng nhỏ đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì. Rồi kiểu này là thêm một bà nữa lại rơi vào cái lưới tình của anh tóc trắng. Cuối cùng thì dàn harem của Bell đã có thêm một cái tên mới chính là Rio. Không biết sau này còn rước thêm bà nào nữa hay không nghe. Nghe đâu là season 5 của bộ này còn lâu lắm mới ra. Trong thời gian chờ đợi thì chúng mình cùng đổi phim ha. Còn bạn nào mà muốn coi season 5 của phim này thì các bạn tự mua vé máy bay bay sang Nhật Bản mà hối người ta đi nha. Chứ đừng có comment hối anh L. Nghe chưa? Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tới.